chương 81 Tô đến chân đều mềm nhũng, tường đều rách ra. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Theo điểm chiếu thời khắc dần dần tới gần, Anna cùng Kelly đã làm tốt sau cùng đối sách, nếu như không có chứng cứ không cách nào bắt giữ người kia, như vậy liền lâm thời hủy bỏ điểm chiếu. Bất quá cũng may một ngày trước, Kelly đạt được đến từ Isaac phương diện tin tức, người kia bị bắt, bởi vì cảnh sát theo dõi hắn phát hiện hắn ở một cái củ nát trong kho hàng bí mật nghiên cứu chế tạo nổ, thuốc. Hết thảy chính như Isaac nói, phải bắt được người này kỳ thật cũng không khó, khó chính là tiếp theo có phải là muốn tiếp tục tra được người này phía sau có hay không những người khác. Anna tại cục cảnh sát gặp được cái này bị bắt giữ bệnh tâm thần kẻ phạm tội, hắn nhìn có chút điên, ngôn ngữ của mình đều không thể sắp xếp như ý, nhưng là có một chút hẳn là không sai, đó chính là hắn là The Twilight Saga, nhân vật nữ chính Bella cùng nhiệt kẻ yêu thích, cho nên đối với Anna 10 phần trăm thù. Mà lại hắn tự hồ còn có một hệ liệt kế hoạch khác chờ đợi áp dụng, nhưng là cảnh sát cũng không hỏi ra phía sau hắn có phải là có người khác sai sử, bởi vì hắn căn bản lo logic hỗn loạn, lời nói cũng nói không rõ ràng. Cảnh sát bởi vì bắt được người này, nhưng là cũng tra không được càng nhiều, mà lại người này nhìn xác thực chính là một cái bệnh tâm thần kẻ phạm tội, cho nên cảnh sát liền kết án, tiếp theo nếu như còn muốn điều tra, đó cũng là Isaac tự mình tiến hành. Tại cục cảnh sát, Kelly lạnh như băng nhìn xem cái kia bệnh tâm thần kẻ phạm tội, còn tốt hắn không có cản trở chúng ta điểm chiếu, không phải ta sẽ để hắn hối hận cả một đời. Anna chụp vai an ủi Kelly, đừng nghĩ như vậy, tóm lại bắt được người, chúng ta phim liền có thể thuận lợi chiếu lên, đây là chuyện tốt. Isaac cũng ở cục cảnh sát hắn đang cùng cảnh sát bắt chuyện một thứ gì nhưng có thể vẫn là cùng vụ án có quan hệ một chút đến tiếp sau sự tình hắn xuyên màu xám bạc âu phục thần sắc tự nhiên ngữ khí trầm thấp chìm một đầu bạch kim tóc vàng sắc tại trong cục cảnh sát đặc biệt chói mắt sau đó hắn hướng anna nơi này đi tới hắn nói với anna bản án đã kết liễu qua mấy ngày cảnh sát sẽ lại cùng chúng ta liên hệ nói cho xử trí như thế nào người này hiện tại chúng ta đi về trước đi Kelly giờ phút này đi mua cà phê, cho nên người tạm thời không ở. Anna nhìn phiền lòng sự tình không ít, cao mày nói. Nhưng là nếu như phía sau màn có những người khác, ta sẽ cầm ra đến, hành vi của hắn đã ảnh hưởng đến ngươi cùng Kelly. Isa ác ngữ khí nghe rất bình tĩnh, mặc dù người kia rất thông minh, nhìn như hết thảy đều làm được rất sạch sẽ. Anna, ngươi dự định làm sao bắt hắn? Isa ác từng chữ nói ra, người không phải cầm ra đến, là bước đi ra. Anna biết Isaac cũng sẽ không cụ thể cùng nàng nói càng nhiều chi tiết, cho nên liền thu miệng, bất quá ngoài ý liệu là, Isaac đối nàng nói một câu, người hoài nghi phía sau mà người và bang Florida mút đốc gia tộc có quan hệ chuyện này, người tốt nhất trước đừng nói cho Kelly. Anna hơi sững sờ, tốt, nhưng là cái này có nguyên nhân gì sao? Isaac. Đương nhiên là có. Anna cho nên cụ thể không tiện lắm nói cho thật là ta. Isaac nhìn Anna một chút, ánh mắt kia thấy để Anna cảm thấy mình tự hồ có chút hổ thẹn, hắn nói. Ngươi không phải cũng có rất nhiều bí mật không có nói cho ta biết không? Anna gật gật đầu, ân, ta hiểu. Về sau ngày thứ hai, theo Twilight Saga, điểm chiếu sẽ như thường lệ tiến hành. Lần này cũng là bộ phim này tại chính thức tuyên truyền trước đó, lần đầu mặt hướng đại chúng một lần kiểm duyệt cơ hội, mặc dù trên mạng đối với Anna vai diễn Bella vẫn có rất nhiều thanh âm phản đối, bất quá trung thực sách phấn đều tiếp nhận rồi hiện thực này, hết sức ngồi sổng một trương điểm chiếu tiền giấy. Tại điểm chiếu ngày đó hiện trường, căn này rạp chiếu phim còn có rất nhiều những khác trận quán tại phát ra những khác phim. Rất nhiều người qua đường người xem cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ là đi ngang qua, theo Twilight Saga, phòng chiếu phim cổng thấy được áp phích, mới biết được đây là một trận điểm chiếu hội. Dù sao tiểu thuyết cải biên phim là thuộc về phan hâm mộ hướng, bản thân liền sẽ không bọc nước rất lớn, phần lớn người không biết cũng là bình thường. Theo Twilight Saga, đây là cái gì phim, ta làm sao nhớ kỹ là một bộ tiểu thuyết. Chính là cái kia tiểu thuyết cải biên phim, cái này nhân vật nữ chính mặt khá quen, trước đó giống như rất lửa. Diễn lỗi thuộc về những vì sao cái kia. Cho tới hôm nay, Anna bị mọi người nhận ra, người khác nếu như hô không nổi danh chữ cũng là nói lỗi thuộc về những vì sao dù sao đây là cho đến trước mắt nàng duy nhất một bộ rộng làm người biết tác phẩm há là nữ hài kia a dung mạo rất có khí chất đi thôi đây là điểm chiếu chúng ta không ra trận khoáng cũng không được xem giờ phút này phòng chiếu phim cổng người xem cũng càng ngày càng nhiều rất nhiều đều là nắm giữ điểm chiếu vé vào cửa anna đứng ở phía sau đài chỗ ấy nhìn xem những người kia đại bộ phận đều là tuổi trẻ nữ tính, có thể nói nữ tính chiếm 60% trở lên. Mà lại nghe các nàng nói chuyện, cơ bản đều là sách mê, có thể nói bộ phim này hoàn thành một cái fan hâm mộ hướng phim cơ bản nhất nhiệm vụ, đó chính là hấp dẫn nguyên tắc fan hâm mộ. Ad quốc lại là Henry Cavill diễn, ngay từ đầu ta thật sự không cách nào tin, Henry A, một thân cơ bắp Henry A, đừng, nghe nói Henry vì diễn Ad quốc, đem cơ bắp đều làm không có, biến thành phổ thông vóc người. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi nhìn áp phích, phía trên cái này nhân vật nữ chính, ta cảm thấy có chút bê la khí chất. Trên poster hình tượng là một trương Henry ôm Anna khía cạnh đồ, hai người nhìn chính phú cảm giác mười phần. Rất nhanh, điểm chiếu sẽ liền mở màn. Khán giả ra trận về sau, Anna cùng Henry trước đứng trên đài, cùng mọi người hàng huyên vài câu tính là lời dạo đầu. Trên đài, Henry cùng Anna hài hước nói từ bản thân quay chụp bộ phim này thời điểm một chút chuyện lý thú, Anna nói ra. Henry, trên mặt hắn mỗi ngày đều bôi rất nhiều rất nhiều phấn lót, bởi vì hắn muốn giống như hấp huyết quỷ bạch, mỗi lần chúng ta chụp hôn kịch, ta đều không cẩn thận liền thân đến đầy miệng phấn lót. Dưới đài truyền ra một trận tiếng cười, sau đó Anna lại vừa cười vừa nói. Nhưng mà, loại này bạch bạch da thịt, phối hợp đã quan sư ánh đèn kỳ thật phi thường tán, ngươi sẽ thấy tại trong phim ảnh henry làng da là chiếu lấp lánh phi thường duy mỹ lời nói này đến phía dưới người xem càng thêm mong đợi henry nói ra trong phim ảnh bella phi thường xinh đẹp ta mấy lần hoài nghi mình yêu chiếm hữu nàng ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ yêu nàng sau đó anna đưa tay đã kéo xuống màn che điểm chiếu sẽ chính thức bắt đầu rồi cố sự bắt đầu cùng một hệ liệt tình tiết Đối với các vị đang ngồi sách mê đám fan hâm mộ tới nói đã sớm không mới mẻ, bọn hắn đến xem, đơn giản chính là đến xem nam nhân vật nữ chính ở giữa loại kia mập mờ tình cảm. Dù sao trong sách mình y y cùng nhìn thấy chân nhân diễn xuất khẳng định cảm giác còn là không giống nhau, chỉ cần chân nhân có thể diễn xuất loại kia không khí, bọn hắn liền sẽ tán thành bộ này cải biên phim. Mãi cho đến nam nhân vật nữ chính xuất hiện, những này fan hâm mộ đều còn không có hối hận đến xem bộ phim này bởi vì nhân vật nam chính gọi là một cái đẹp trai a. À. Nhân vật nữ chính, nhan giá trị cũng là tiêu chuẩn. Bộ phim này cùng lỗi thuộc về những vì sao khác biệt, lỗi thuộc về những vì sao toàn bộ nhờ Anna một đường mang bay, bên trong nam chính diễn Jamie. sân thật sự là tồn tại cảm quá thấp. Nhưng là bộ này, theo Twilight Saga, bên trong Henry Cavill tồn tại cảm phi thường cao, nhìn dáng người giống như là mẫu nam thiên đoàn, xem mặt là nhan giá trị đỉnh phong. Các loại làm cho người tô. Đúng nha, một bộ cho nữ nhân nhìn tình yêu phim, nhân vật nam chính không tô cái kia còn diễn cái gì. Nhưng là rất nhanh khán giả lại phát hiện một kiện ghê gớm sự tình. Bộ phim này không riêng nhân vật nam chính tô A, à, cái này nhân vật nữ chính cũng tô phá thiên tế A. À. Không phải nói nàng đẹp trai cỡ nào, nhưng là trên người nàng liền tán phát một loại có thể hấp dẫn nữ nhân muốn bách hợp hóc mon. Húng hồ nàng thật đẹp A. À mấy cái ngoái nhìn cười một tiếng ống kính quả thực bất quá nghĩ nghĩ những thứ này khán giả đến xem bộ phim này dự tính ban đầu chính là đến xem nam nhân vật nữ chính ở giữa loại kia phản ứng hóa học bây giờ trên màn ảnh đôi nam nữ này ở giữa loại kia phản ứng nếu là hình dung chỉ có thể nói là mặt đỏ nhịp tim người xem thấy mặt đỏ nhịp tim đầy trong đầu đều là màu hồng phấn bong bóng đang bốc lên a bốc lên những cái kia thiếu nữ tâm trong một đêm cho tàn lại cháy tại mỗi một nữ tính người xem trong đầu điên cuồng công thành đoạt đất à, a khi chết đi thiếu nữ tâm trong vòng một đêm đều trở về khi chiếu lấp lánh làn da khi đến chết cũng không đổi ánh mắt khi thâm tình mập mờ lời kịch khi câu người câu đến lòng ngứa ngáy đối mặt quá vẫy, hai người kia diễn quá vẫy, chính phú cảm giác trực tiếp tại trên màn ảnh liền nổ tung loại này phim đàm luận nhân vật chính diễn kỹ cũng quá tục, loại này phim nhìn chính là có thể hay không để cho tất cả nữ tính người xem thiếu nữ tâm nguyên địa bạo tạc. Theo Twilight Saga làm được, bên trong hai vị nhân vật chính làm được. Tại điểm chiếu tan học trận về sau, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một cái rời đi hiện trường nữ tính người xem trên gương mặt mang theo đỏ ửng, cùng các nàng quanh thân phát ra cái chủng loại kia màu hồng phấn thiếu nữ khí tức. Trước đó còn có người hoài nghi Anna. Gray cùng Henry. Cavill diễn không tốt Bella cùng Edward, hiện tại thật là không hề nghi ngờ bọn hắn xuất sắc hoàn thành. Henry đẹp trai cho ta muốn ra ngoài gặp trở ngại. Cái này phim tô đến tường đều rách ra. Tại bộ phim này phía trước, trước kia những cái kia tô phiến BG độc thân nhật ký, phong nguyệt xinh đẹp gia nhân đều hiển đến mức hoàn toàn chưa đủ nghiền. Cái này thực tình là một bộ tô phá thiên tế phim, Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều có thể dự cảm đến tương lai sẽ có một đợt lại một đợt đến từ các nơi trên thế giới người xem, bị bộ phim này tô đến thần hồn điên đảo. Nếu là mỗi một bộ tình yêu phim đều có thể vỗ như thế tô đến chết, lo gì phòng bán vé không thể chế bá thế giới. Nếu là mỗi một bộ tình yêu phim đều có thể tìm tới như thế vẫy nam nhân vật nữ chính, lo gì không thể nghiền ép Hollywood. Cái này thế đạo Mary Sue cũng là có thể cứu vớt thế giới nhưng là điều kiện tiên quyết là, người muốn đánh ra một bộ có thể tô tâm tô phổi Mary Sue mới được. Bộ này, theo Twilight Saga, thật là để nữ người xem xem hết tô đến chân đều mềm nhũng. Như thế xem ra, Mary Sue thống trị toàn cầu phiếu kho thời gian không xa. Chương 82 Người khác giật nảy mình không bằng nàng ngoái nhìn cười một tiếng phòng bán vé cao. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cuối cùng cảnh sát vẫn là công bố có một cái bệnh tâm thần người bệnh dự định ôm nổ bắn tới. Theo Twilight Saga điểm chiếu tin tức, cái này tin tức cũng đưa tới nhất định gợn sóng. Bất quá sóng to gió lớn chưa nói tới, dù sao cũng không có xảy ra việc gì. Huống hồ tại nước Mỹ loại địa phương này, cùng loại sự kiện rất nhiều, rất nhiều người cũng đều quen thuộc. Bất quá vẫn có một ít fan hâm mộ tương đối lo lắng Anna, còn tốt Anna không có xảy ra việc gì, thật là loại này biến thái lúc nào mới có thể chết ánh sáng. Anna như thế có thực lực, vẫn còn có người GISF, người này nghĩ như thế nào? Về sau nước Mỹ còn có địa phương an toàn sao? Nhìn cái phim đều phải sợ mình bị nổ bay. Theo Twilight Saga, dạng này tiểu thuyết tình yêu đều có thể có nam bệnh tâm thần biến thái phan hâm mộ. Ta cũng là phục rồi. A a a a, ta muốn đi bảo hộ Anna, nữ thần của ta. Ngươi phải kiên trì không muốn bị loại này biến thái đã kích đến anna không có nghĩ tới là sau chuyện này nàng dĩ nhiên nhận được một cái đã lâu điện báo điện báo biểu hiện là emma robert anna nhận điện thoại emma ngữ khí không tính thái sinh sơ dù sao trước đó không lâu còn đang từ thiện tiệc tối bên trên gặp qua emma khe khẽ thở dài anna nghe ra được giọng nói kia bên trong là vô hạn sự bất đắc dĩ cùng cảm khái ngươi không sao chứ ta nhìn tin tức nói có biến thái muốn tập kích ngươi điểm chiếu anna không có việc gì cảm ơn ngươi quan tâm ta rất kinh ngạc ngươi sẽ chủ động tìm ta emma dù sao ta cũng hy vọng ngươi không có việc gì ta còn hy vọng về sau chúng ta có thế một mực tại một chuyến này gặp phải anna đó là đương nhiên dù sao chúng ta đều là từ nhỏ liền đi bên trên một chuyến này về sau sẽ một mực gặp phải Emma, theo toa lai Saga, ta lại nhìn, ngoài định mức nói một câu, ngươi nhìn cùng Henry rất xứng đôi. Anna nhịn không được cười nói, ngươi không là cái thứ nhất nói lời này, xin nhờ, có thể hay không đừng mỗi người đều tác hợp ta cùng Henry. Emma không cười nhưng là ngữ khí cũng dễ dàng chút, tốt, vậy ta treo. Hai người đối thoại ngữ khí so với trước đó đoạn giao thời điểm không khí đã tốt hơn nhiều cảm giác lại một lần về tới đã từng các nàng quan hệ thân mật đoạn thời gian kia. Anna trả lời. Tốt, bye bye. Cúp điện thoại về sau, Anna đối Emma dãy số phát một hồi ngốc, đều không biết mình đang suy nghĩ gì. Cách một ngày, Anna đi một chuyến Kelly mở tại Los Angeles công ty, Kelly không ý kỵ tí nào lục đại công ty điện ảnh, trực tiếp đưa nàng Lucia ảnh nghiệp mở ở lục đại công ty điện ảnh một trong phốt ảnh nghiệp đối diện. Bực này hành động vĩ đại, không thể không nói là có thể xưng bá đạo. Một nhà mới mở công ty, dĩ nhiên trực tiếp mở tại Hollywood ngư nhất ảnh nghiệp một trong cửa đối diện. Quả nhiên là Kelly phong cách. Về phần tại sao mệnh danh là Lucia ảnh nghiệp, khi là Kelly vì kỷ niệm mẹ của mình chỗ lấy danh tự. Anna đi vào Lucia ảnh nghiệp thời điểm, cái này nguyên một tầng đều là Kelly mướn đến, khí phái khu vực làm việc. Mặc dù trước mắt nhân viên công tác còn không phải đặc biệt nhiều. Anna đi vào thời điểm, Kelly chính đang cùng mình công ty phát hành bộ thương lượng phát hành bộ phim này. Tại Hollywood, nhà sản xuất có rất rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều chỉ là phụ trách sản xuất, phát hành bộ phận cuối cùng đều muốn bán cho có phát hành năng lực công ty điện ảnh đi phát hành. Tại Hollywood, có phát hành năng lực công ty điện ảnh rất ít bình thường chính là tục xưng lục đại công ty điện ảnh sẽ có chuyên môn thu mua phim cùng phát hành bộ môn, còn có một số những khác tỷ như Leon Sa, Vincent ảnh nghiệp chờ cũng là có phát hành năng lực. Thí dụ như lục đại công ty điện ảnh, vì cái gì bọn hắn có hoàn chỉnh phát hành năng lực? Bởi vì phát hành tuyên truyền dựa vào là truyền thông hệ thống, mà lục đại công ty điện ảnh cơ bản đều là lưng tựa nước Mỹ truyền thông cự đầu, bọn hắn mẫu công ty đều là truyền thông ông trùng, cho nên bọn hắn có hoàn thiện phát hành năng lực. Dựa theo bình thường đến nhìn, Kelly đánh ra đến The Twilight Saga cũng tốt nhất là bán cho phát hành thương cùng bọn hắn hợp tác phát hành bộ phim này tương đối tốt. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Kelly họ rác chết, rác chết gia tộc vốn chính là Hollywood lớn nhất truyền thông công ty một trong, cho nên Kelly hoàn toàn không lo lắng cho mình vừa thành lập công ty điện ảnh sẽ không có phát hành năng lực. Cho nên Lucia ảnh nghiệp tự mình chế tác phim, mình phụ trách phát hành không có chút nào cần cho những công ty khác hút máu trước mắt hollywood khả năng còn không biết cái này sắp không hàng lucia ảnh nghiệp khủng bố cỡ nào nhưng là rất nhanh bọn hắn thì sẽ biết chẳng qua nếu như bọn hắn hơi nguyện ý điều tra một chút thì sẽ biết lucia ảnh nghiệp lão bản là nhân vật thế nào nhưng là bọn hắn cũng có thể sẽ cho rằng chưa từng liên quan đến phim rác chết gia tộc lần đầu đọc lướt qua có thể sẽ ăn thiệt thòi vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, Kelly cũng không thèm để ý. Lúc này, bọn hắn chính đang thương thảo liên quan tới phim muốn định ngăn ở đâu một ngày chiếu phim sự tình. Kelly ý tứ, muốn định ngăn liền muốn định ngăn tại lửa nóng nhất niên kỷ ngọn nguồn lễ Giáng sinh trong ngày nghỉ, đây là toàn bộ hàng năm phòng bán vé ít lợi tối cao một cái ngăn kỳ. Nhưng là những người khác có khác biệt ý kiến, cái này ngăn kỳ cạnh tranh quá kịch liệt, làm không tốt phòng bán vé không được, khả năng liền rạp chiếu phim 3 ngày du lịch, 3 ngày sau liền sắp xếp phiến đều sờ không tới. Dù sao cái này ngăn kỳ muốn lên phim nhiều lắm, cơ bản đều là mảng lớn, đều là nhắm chuẩn cái này ngăn kỳ. Không sai, huống hồ cái này ngăn kỳ chiếu phim phim đều là toàn gia hoa nhạc hình hài kịch hoặc là cái gì khác, cái này ma huyễn đề tài tựa hồ có chút. Kelly hiển nhiên muốn lực bài chúng nghị, nàng rất tỉnh táo nói. Ma huyễn đề tài lên không được Giáng sinh ngăn kỳ. Ai nói, Harry Potter, mỗi một bộ đều là tại Giáng sinh ngăn kỳ chiếu phim, năm nay không có, chúng ta có thể điền bên trên, vừa vặn đền bù Giáng sinh ngăn kỳ ma huyễn phiến thị trường trống chỗ. Những người khác vẫn là rất có ý kiến, thế nhưng là kia là Harry Potter ta đặt ở cái nào ngăn kỳ đều sẽ đại bạo, chúng ta cùng nó không thể so sánh. Kelly Có cái gì không thể so được? các ngươi vì cái gì đã cảm thấy chúng ta bộ này, theo Twilight Saga, so ra kém Harry Potter đâu? Ta cảm thấy đều là ma huyễn đề tài, hoàn toàn có thể đánh đồng. Tóm lại, Kelly ý tứ, chính là đặt ở Giáng sinh năng cái này phòng bán vé lửa nóng nhất cũng cạnh tranh kịch liệt nhất ngăn kỳ. Người phía dưới lại hỏi. Vậy nếu như phòng bán vé biểu hiện không tốt, thật sự rạp chiếu phim 3 ngày bơi làm sao bây giờ? Kelly. Ta ra tiền, ta vui lòng cực. Huống chi, ta hoàn toàn tin tưởng Anna cùng Catherine đạo diễn hợp làm ra một bộ phi thường ưu tú phim. Bộ phim này chất lượng đến tột cùng như thế nào, chúng ta đều là nhìn qua, trong lòng là hiếm có. Đã lão bản đều như thế lên tiếng, khi người phía dưới cũng sẽ không nói cái gì đang quyết định ngăn kỳ về sau, phát hành bộ môn liền bắt đầu muốn cùng các rạp chiếu phim lớn trao đổi phim chiếu phim sự nghi, đồng thời cần đem phim copy rất đa phần đưa đến từng cái rạp chiếu phim đi đương từng cái rạp chiếu phim ngành tương quan thu được đến từ lucia ảnh nghiệp lấy ra copy cùng tương quan hiệp ước về sau bọn hắn vì thế đều cảm thấy ngoài ý muốn bọn hắn ngoài ý muốn đương nhiên là cái này chưa từng nghe qua danh tự công ty vỗ một bộ giá thành nhỏ thương nghiệp phiến vẫn là phan hâm mộ hướng cải biên tình yêu phim trước mắt bộ phim này bọc nước cũng không phải rất lớn nhưng là lại muốn đặt ở Giáng sinh ngăn kỳ chiếu lên. Cái này, đây không phải tìm đường chết sao? Huống hồ năm nay Giáng sinh ngăn kỳ minh xác xác định phim đã có rất nhiều bộ mảng lớn, Indiana Jones 4, 007 Quantum of Sola, chiếc la bàn vàng, chờ. Mỗi một cái nhìn bề ngoài đều là rất không tệ, cũng đều là thương nghiệp mảng lớn. Bộ này chi phí vẻn vẹn, vẹn 29 triệu, theo Twilight Saga, lấy ở đâu dũng khí đi cùng những này mảng lớn cùng chết. Trạp chiếu phim những công việc kia nhân viên hiển nhiên đều rất không có thể hiểu được cái này tên là Lucia ảnh nghiệp, lão bản đến cùng là nghĩ như thế nào. Kỳ thật Kelly ý nghĩ cũng rất đơn giản, nàng bản thân không thiếu tiền, bồi thường tiền cũng không quan trọng, như vậy phải làm liền làm đến tốt nhất, muốn lên liền muốn tại tốt nhất ngăn kỳ chiếu lên. Nhưng là người khác chẳng phải nghĩ, bọn hắn chỉ cảm thấy cái này phim lão bản của công ty đại khái là điên rồi. Bởi vì phải an bài phim chiếu lên cho nên những này chiếu phim nhân viên công tác còn muốn vì phim chế tác trailer chờ đặt ở rạp chiếu phim tuyên truyền khung bên trong. Video đương nhiên là phiến thương cung cấp, nhưng là rạp chiếu phim cũng muốn hơi sửa chữa dưới, thêm một ngày chờ cái gì. Bọn hắn một bên vội vàng an bài, theo Twilight Saga, thời điểm, vừa nói. 29 triệu giá thành nhỏ thương nghiệp phiến, cũng không phải hài kịch, còn không có bất kỳ cái gì bọc nước, làm sao dám đặt ở Giáng sinh năng kỳ cái công ty này cũng là mới thành lập trước đó không có bất kỳ cái gì tác phẩm chỉ có thể nói ông chủ này giả tâm quá lớn lại không hiểu rõ phim thị trường chân chính giá thị trường như loại này bay lên không mà hàng phim hơn phân nửa là trên bờ cắt cá chết lúc này trailer đã bị mở ra một vị nhân viên công tác muốn tân trang một chút hắn trước nhìn một lần hoàn chỉnh trailer sau khi xem xong hắn bỗng nhiên chuyển qua cái ghế đối sau lưng những đồng nghiệp khác nói ra mặc dù chúng ta nói nhiều như vậy nhưng là ta xem bộ phim này treo lơ cảm giác cũng không có các ngươi nói đến bếp bác như vậy thật sao treo lơ vỗ rất đặc sắc sao chí ít ta cảm thấy bề ngoài cũng không tệ lắm lý tính phân tích một chút từ treo lơ nhìn bộ phim này các phương diện cũng còn tính tinh xảo đạo diễn tia sáng sắc thái cùng không khí đem khống vẫn là rất có một tay dù nhưng cái này đạo diễn cũng xác thực không chút nghe nói qua những người khác cũng nhao nhao góp sang xem vài lần chờ một chút cái này nhân vật nữ chính ta biết a à, không phải liền là lỗi thuộc về những vì sao nữ hài kia sao không sai chính là nàng nếu như là cô gái này ta đối bộ phim này vẫn ôm một điểm kỳ vọng bởi vì trong mắt ta nàng có một loại ma lực loại nào ma lực ma lực rất nhiều người không tin loại này huyền diệu đồ vật nhưng là ngươi không thể không thừa nhận có chút minh tinh khi nàng gương mặt kia ra, trời sinh chính là mang theo phòng bán vé ma lực. Những khác nữ diễn viên tại ống kính trước lại là nhảy lại là nhảy, cũng không bằng nàng tại trong phim ảnh ngoái nhìn cười một tiếng đến phòng bán vé cao. Chương 83 Nàng tìm đối với mình thương nghiệp con đường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Bởi vì theo Twilight Saga đã toàn xong định ngăn, cho nên tiếp theo chính là trắng trận tuyên truyền giai đoạn. Kelly ném không ít tiền tại tuyên truyền bên trong, bởi vì Lucia ảnh nghiệp hoành không xuất thế, rất thật tốt lai like ổ những công ty khác còn đến không kịp điều tra cái công ty này nội tình. Chỉ biết là một cái phản phất trung đông đến thần hào trong vòng một đêm mở một nhà công ty điện ảnh đầu tư phim cũng không đắt lắm, nhưng là tuyên truyền thủ bút quả thực phóng khoáng, tiền kia đập cho đều nhanh so phim chi phí cao hơn. Rất nhiều cái khác công ty điện ảnh bao quát lục đại công ty điện ảnh đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trời à, đây là nơi nào đến thần hào. Sau đó bọn hắn liền nhanh đi điều tra Lucia ảnh nghiệp bối cảnh cùng cái tuổi đó nhẹ nhàng liền có thể ổn thỏa tổng giám đốc vị trí nữ hài tư liệu. Loại này trên trời rơi xuống hệ người tại Hollywood cũng không phải như vậy phổ biến. Trên thực tế, tuyên truyền bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng là chế tác chi phí chỉ có 29 triệu cũng không phải Kelly không bỏ được đập tiền điện ảnh, là bộ phim này cái này cách cục cái này kịch bản thật sự không hao phí nhiều tiền như vậy, đây chính là một cái tình yêu cố sự, người cũng không thể cứng rắn là vì đập tiền làm ra chút gì khoa huyển đặc hiệu a, này lại rất xuất diễn. Bởi vì tuyên truyền rất đúng chỗ, cho nên trên cơ bản khoảng thời gian này tại toàn đẹp các ngõ ngách, người cũng có thể nhìn thấy, theo Twilight Saga tuyên truyền áp phích, cho dù là trong TV tin tức tại phát ra một cái ngân hàng cướp bóc vụ án, người cũng có thế tại cướp bóc vụ án bối cảnh bên trong nhìn thấy The Twilight Saga quảng cáo áp phích. Cái này tin tức còn để trên mạng rất nhiều mê điện ảnh làm tiết mục ngắn lưu truyền lên, ý tứ chính là nói The Twilight Saga tuyên truyền thực sự quá lợi hại. huống hồ The Twilight Saga khác kích xác thực khiến người khác sâu ấn tượng, tràn đầy ma huyễn phong cách, đặc biệt là nam nữ chủ bề ngoài, khi tiêu chuẩn chính là nhan giá trị đảm đương, nhìn xem liền có thể tô nửa ngày. Trên Internet trailer cũng đã bắn ra bắn ra ra, đồng thời những này trailer điếm kích suất đều rất cao, đặc biệt tại YouTube bên trên, một lần leo lên điếm vốt tuần lượng bảo tọa. Trailer vỗ cũng xác thực rất đặc sắc, rất nhiều người mặc dù không hiểu rõ lắm bộ này nguyên tác cùng diễn viên, nhưng là đi ngang qua ấn mở trailer nhìn xem, vẫn là có thể cảm nhận được loại kia mập mờ Mary Sue không khí. Cái này Mary Sue cũng không phải nghĩa xấu, rất nhiều nữ tính liền là ưa thích cái này một cái. Trời à, ta mới biết được, theo Twilight Saga, lại muốn điện ảnh, đây là nhân vật nữ chính. Kỳ quái như thế khí chất để cho ta tốt xuất diễn. Ta chưa có xem tiểu thuyết, chỉ xem trailer ta cảm thấy nhân vật nữ chính diễn rất mang cảm giác A, à, cùng nhân vật nam chính chính phú cảm giác đều bạo. Nguyên tắc phấn biểu thị, nữ chính tuyển diễn viên không có mau bệnh ngươi cảm thấy không hài lòng ngươi ngược lại là tìm một cái thích hợp hơn ra ta xem một chút. Cái gì đều chưa có xem, cũng không nhận ra, cảm thấy còn rất hứng thú, chiếu lên dự định đi xem một chút, cốt A ta thừa nhận ta liền đơn thuần bị nam đẹp trai nữ đẹp đã động. Tình yêu phim Tô sao Nhìn treo lơ vỗ rất Mary Sue, ta dự định đi xem một chút. Rất nhiều Anna fan hâm mộ đương nhiên là nhảy cẩn vô cùng, bởi vì Anna mới phim định ngăn liền muốn lên chiếu nha. Bọn hắn từ The Twilight Saga truyền ra quay chụp tin tức đến hôm nay đã chờ đợi đã lâu. Joanna cùng Haji đang nhìn xong trailer về sau, đều kích động không thành nhân dạng, ta đã nói rồi, Anna không phải không thích hợp thương nghiệp phiến chỉ là trước kia một mực không tìm được thích hợp nàng đường đi mà thôi, bộ này, The Twilight Saga, liền siêu cấp thích hợp với nàng. Không sai, về sau liền diễn loại này đường đi thương nghiệp phiến, bảo đảm có thể hồng biến Hollywood, dù sao thương nghiệp phiến cũng cần khí chất đặc biệt nữ diễn viên. Bất quá làm thâm niên mê điện ảnh, các nàng cũng phát hiện tại trong phim ảnh, Anna cùng Henry chính phú cảm giác thật là đặc biệt tốt. Người nói hai người này có phải thật vậy hay không tới một đoạn chỉ bất quá còn không có công bố. Cùng một thời gian, tại Hollywood một gian xa hoa phòng ăn trong rạp, mấy vị Hollywood trứ danh nhân sĩ ngay tại hiệp đàm một chút kinh doanh. Len Crawford ngồi ở trong đó đã có một hồi, hắn gần nhất đúng là động Hollywood đầu óc, muốn đầu nhập một chút vốn liếng tại Hollywood, cho nên tương đối tấp nập cùng một chút Hollywood thương nhân tiếp xúc. Trong bữa tiệc, Harvey, Vincent có chút uống nhiều quá, chính đang nổ mình bên trên qua bao nhiêu Hollywood hàng hiệu, kỳ thật loại sự tình này tại loại này người giàu có vòng tròn bên trong cũng rất phổ biến, mọi người bí mật cũng đều là như vậy người, không cảm thấy kinh ngạc. Len ngồi ở bên cạnh yên lặng hút thuốc, cũng không có nói quá nhiều, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Winston ở trên bàn biểu diễn. Không sai, hắn xưng là biểu diễn, hơn nữa còn là một trận rất đặc sắc biểu diễn. Rất nhiều nam nhân liền là ưa thích dựa vào nói khoác mình bên trên qua bao nhiêu nữ nhân đến giữ gìn mặt mũi của mình, nhưng là Len lại cảm thấy, bọn hắn nói khoác mình thời điểm nhìn tựa như là lò sát sinh bên trong chỉ biết là dao, phối súc, sinh thẳng đến Winston nói đến một cái làm hắn tương đối mẫn cảm danh tự. Vincent nói, các ngươi biết cái kia năm nay cầm thanh thiếu niên lựa chọn thưởng Anna. Gray sao? Ta cũng tới qua nàng, nàng nhưng trẻ, khi đó mới 17 tuổi. Len nhịn không được mỉm cười, xem ra mập mạp này lòng hư vinh còn không nhỏ, hắn có thể tin tưởng hắn trước đó nói, nhưng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn nói hắn trải qua Anna. Gray bởi vì Len biết, cái này Anna. Gray nhưng là một cái rất nhiều thế lực cũng đang cướp đoạt tâm đầu nhục, thậm chí khả năng rất lớn đã là rác chết nhà nào đó cái nam nhân tình nhân rồi, làm sao có thể cho cái này chỉ biết là giao, phối ngu xuẩn cơ hội. Hắn vô ý tiếp tục nghe Winston nói khoát, đứng dậy dự định ra ngoài hít thở không khí, lại nhận được một cái tin nhắn ngắn. Ngoài ý liệu là, tin nhắn đến từ Anna. Gray. Anna. Crawford tiên sinh, lần này có thể thành công giải quyết cái này bệnh tâm thần kẻ phạm tội sự tình, toàn dựa vào ủng hộ của ngươi, ân tình này thêm cái trước nữa ân tình tổng cộng là hai cái, ta sẽ ghi lại, hy vọng ngươi cho ta trả lại ngươi ân tình cơ hội. Tại len trong mắt, liền trước mắt những chuyện này đến xem, cái này Anna. Gray là một người đàn bà thông minh, hiểu được xem xét thời thế, nàng dùng đặc biệt thủ đoạn phụ thuộc vào rác chết nhà, phòng ngừa mình đi rồi rất nhiều đường quanh co không phải thực sự không cách nào giải thích rắc chết gia tộc vì cái gì như thế che chở nàng, chỉ có thể là nàng ngắn mũi chinh phục rắc chết nhà nào đó cái nam nhân. Về phần nàng thái độ đối với chính mình, có lẽ nàng là ra ngoài thực tình cảm tạ, có lẽ là ra ngoài nàng cho là mình cũng là có thể cho nàng cung cấp trợ giúp nam nhân, cho nên muốn đối với hắn triển hiện mị lực của mình. Len cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hắn cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí ở trên người nàng. Hắn trở về một cái tin nhắn ngắn cho nàng, về sau kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Lúc này, Winston đi ra, nói ra: "Crawford tiên sinh, ngươi làm sao một thân một mình ở bên ngoài hóng gió?" Len nhìn xem hắn đi tới, cười híp mắt dựa vào ở trên vách tường, "Winston tiên sinh, có mấy lời không biết có thể nói hay không?" "Winston." "Đương nhiên là có thể nói." Len đôi mắt tràn đầy tính nguy hiểm ý cười, "Cho một mình ngươi đề nghị." Ngươi về sau tốt nhất vẫn là cách Anna Gray xa một chút Vincent bỗng nhiên sắc mặt đột biến Hắn cười lạnh một tiếng Nếu như ta không nói gì Len đi qua vỗ vỗ Vincent bả vai Vậy ngươi sẽ gặp phải phiền toái rất lớn Sau đó hắn liền suốt rời đi trước Vincent lưu tại nguyên chỗ Làm sao cũng nghĩ không thông Không nói trước lúc trước hắn phái người đi ra Anna không thu được gì Bây giờ lại xuất hiện một đại nhân vật cho Anna Gray đứng đài. Cái này len. Crawford cũng không phải bình thường người, việc buôn bán của hắn trải rộng toàn bộ nước Mỹ, cùng chính trị cũng không ít quan hệ. Nhưng là Len cũng không có nói rõ là hắn không cho phép, hay là hắn biết có những người khác trong bóng tối bảo hộ Anna. Gray. Winston vì thế lâm vào càng dài dằn dặt trong trầm tư, vấn đề này hắn đến suy nghĩ lại một chút. Một phương diện khác, The Twilight Saga, các loại trailer đã như hoa tuyết bay đầy trời, trên cơ bản TV, mạng lưới có khả năng đạt tới địa phương, người cũng có thể nhìn thấy tương quan tuyên truyền. Tom Hans từ lần trước tại trang liên hoan phim gặp qua Anna một mặt về sau, liền không còn có gặp qua nàng, nhưng khi nhật hắn cùng Anna nói kia một lời nói, hắn đến nay còn nhớ rõ. Xét thấy Anna khí chất đặc thù, rất nhiều thương nghiệp phiến không thích hợp, Hắn cho Anna đưa ra nếu như nàng muốn đi thương nghiệp con đường một hệ liệt ý nghĩ cùng đề nghị, đã từng đề nghị nàng tìm một chút kiếm tổ thiên phong thương nghiệp phiến tới quay nhiếp, hoặc là chuyên môn chọn những cái kia phong cách cá nhân nồng đậm khác là đạo diễn đi chụp bọn hắn phiến tử. Mặc dù hắn không biết cô gái này cuối cùng nghe lọt được bao nhiêu. Một ngày này hắn đang ở nhà bên trong cùng con cái của mình cùng một chỗ dùng cơm. Tiểu nữ nhi của hắn đang xem TV nhìn thấy trên TV bắt đầu phát ra The Twilight Saga trailer thời điểm, bỗng nhiên rất kích động, đồng thời cùng người nhà nói ra. Đây là ta thích nhất một bộ tiểu thuyết, hiện tại muốn cải biên phim, ba ba đến lúc đó ta có thể đi nhìn sao. Tom. Hăng si thường hòa ái nói. Đương nhiên có thể đi nhìn, nghĩ nhìn cái gì đều được, gọi The Twilight Saga, đúng không? Hắn quét mắt TV màn ảnh, sau đó liền ngây ngẩn cả người, cái này nhân vật nữ chính không phải liền là anna Gray sao hơn nửa năm trước cùng nàng đối thoại tự hồ còn rõ mồn một trước mắt hắn làm cho nàng tìm phù hợp nàng khí chất phong cách thương nghiệp phiến đến diễn bây giờ bộ này ma huyễn tình yêu thương nghiệp phiến chính là lựa chọn của nàng sao tom hans mười phần tính nhẫn nại mà nhìn xem trailer hắn ngay tại đánh giá cô gái này cuối cùng lựa chọn ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ trailer xác thực nhìn không ra cái gì nhưng là phong cách lại có thể liếc qua thấy ngay, dù sao đây là Hollywood cũng chỉ lần này một nhà Tom. Hans Rất trong thời gian ngắn, hắn đã phân tích xong Anna cùng bộ phim này tương hướng tính. Hoàng Mỹ, xứng đôi. Tiểu nữ nhi. Ba ba, ngươi biết hai cái này nam nữ diễn viên sao? Tom Hanks. Ta biết cái này nữ diễn viên, rất hiển nhiên, nàng tìm đúng cho mình thương nghiệp con đường. Chương 84 tô phá trời. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Theo Twilight Saga, toàn đẹp công chiếu thời gian đã càng ngày càng tới gần. Mà trên mạng đối với bộ phim này đặt mua cũng đã đạt đến một cái làm người vừa lòng số lượng. Hiển nhiên liền keo ly mình cũng không nghĩ tới. Bộ phim này nguyên tắc phan hâm mộ năng lượng lại là to lớn như thế. Đặt mua phòng bán vé số lượng vậy mà đều muốn cùng mấy tháng trước bác mang. Kỵ sĩ bóng đêm, không sai biệt lắm. Cái này khiến Kelly không thể không bội phục Anna ánh mắt. Cái này là lúc trước Anna cho nàng cung cấp ý nghĩ. Bộ này, The Twilight Saga, lúc trước mua bản quyền thời điểm, quyển sách này mới vừa vặn đưa ra thị trường, chỉ có thể nói lửa nóng, chưa nói tới bạo khoản. Nhưng là tại mua xuống bản quyền về sau, quyển tiểu thuyết này lượng tiêu thụ dĩ nhiên kéo dài không suy ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đã vững vàng ngồi lên rồi hàng năm lượng tiêu thụ đứng đầu bảng. Kelly cũng không nghĩ tới hôm nay, theo Twilight Saga, nguyên tác đã như thế bốc lửa, cho nên phim đương nhiên cũng sẽ có một đoàn fan hâm mộ cơ sở. Kelly chỉ là không nghĩ thông suốt, ngay lúc đó Anna đến tục cùng là làm thế nào nhìn ra được bộ này thư tịch tương lai tiềm lực sẽ không nghèo đây này. Theo Twilight Saga, toàn đẹp công chiếu ngày đó đến. Một ngày này ánh nắng tốt vô cùng, nhìn ra được liền lão thiên gia cũng đang giúp trợ bộ phim này toàn đẹp tuyệt đại bộ phận rạp chiếu phim đều ngày hôm đó chiếu lên theo Twilight Saga, mà tại các lớn rạp chiếu phim cổng xếp hàng mua bộ phim này phiếu nhân số cũng 10 phần khả quan, cơ bản đều là sắp xếp lên thật dài chờ đội ngủ. Tom Hans bởi vì lúc trước đáp ứng nữ nhi muốn dẫn nàng đến xem, cho nên cũng mang theo thê tử của mình cùng tiểu nữ nhi đi tới Los Angeles một gian tương đối đắt đỏ rạp chiếu phim. Mơ hồ hắn luôn cảm giác mình tự hồ còn chứng kiến một người quen cũ, Chờ một chút, phía trước cái kia nhìn rất điệu thấp mang theo khẩu trang nam nhân, là Edward. Nó tân sao? Bên cạnh chẳng lẽ là vị hôn thê của hắn? Tom. Hans chưa kịp nghĩ nhiều như vậy, liền bị nữ nhi cùng thê tự thúc giục đi vào trong rạp chiếu bóng. Tại toàn đẹp các lớn trong rạp chiếu phim, ngươi sẽ thấy một cái phi thường đỉnh thịnh rầm rộ, đó chính là 65% trở lên nữ tính chen vào chiếu phim, theo Twilight Saga, phòng chiếu phim đây là một cái rất khó coi đến tình huống, nói rõ bộ phim này tại người xem sàng chọn thời điểm chẳng khác gì là hoàn toàn chính là chụp cho nữ nhân nhìn. Những này nữ tính người xem bên trong, nhận biết Anna cùng Henry cũng không nhiều, các nàng đơn giản là hướng về phía bộ này nguyên tắc đến xem, nhưng là giờ phút này các nàng còn chưa ý thức được đợi chút nữa bên trong thân thể của các nàng bộ cấu tạo sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, adrenaline sẽ như thế nào tiêu thăng. Một chút người bán vé thậm chí còn đang nghị luận làm sao cái này một bộ, the Twilight Saga, tiền giấy bán được tốt như vậy. Đúng a, à, sát vách sảnh 007 Quantum of Sola thượng tọa xuất dĩ nhiên chỉ có the Twilight Saga, một nửa. Ta còn cảm thấy kỳ quái, nguyên lai người đều chạy đến the Twilight Saga, chỗ này tới. Đây rốt cuộc lai lịch gì phim, nhìn cũng không có gì lớn minh tinh a. À. Bộ tiểu thuyết này rất đỏ, phim là tiểu thuyết cải biên. Tại Tom Hans mua vé cái gian phòng kia trong rạp chiếu phim, mở màn đã đến giờ, Tom. Hans mang theo thê tử cùng nữ nhi tiến vào phòng chiếu phim. Ngay từ đầu phòng chiếu phim bên trong còn có rất nhiều tất tất tác tác thanh âm, đại bộ phận đều là nữ tính thanh âm, các nàng thậm chí còn ở nơi đó thảo luận nguyên tắc kịch bản, bởi vậy có thể thấy được bộ phim này nguyên tắc phan hâm mộ quần thể là có khổng lồ cỡ nào, mà lại từ các nàng đối nhân vật nam chính hoa si trình độ đến xem, hẳn là bộ phim này sẽ là phi thường Mary Sue. Đèn không bao lâu liền toàn bộ tối xuống, phim chính thức bắt đầu rồi. Mở màn về sau, trước hết nghe đến chính là vai diễn nhân vật nữ chính Anna Thanh Âm, Thanh Âm kia là động lòng người, có một loại lăng lệ cao ngạo cảm giác, loại Thanh Âm này là tô. Trong lúc vô hình vẫy muội cái chủng loại kia tô. Sau đó cố sự liền chính thức bắt đầu rồi, Anna vai diễn nhân vật nữ chính cho Tom Hanks cảm giác chính là rất đặc biệt, cùng khí chất của nàng hoàn toàn tương xứng. nàng cái chủng loại kia cô cách khí chất diễn loại nhân vật này cùng loại phong cách này phim thật là vừa vặn. về phần Tom, hăng tiểu nữ nhi, từ Henry Cavill xuất hiện trong nháy mắt đó bắt đầu, con mắt của nàng liền đã bế không lên. ông trời của ta, người nam này nhân vật chính thật sự quá đẹp rồi a, à, đây mới là trong lòng nàng ép Quốc quả thực yêu thảm rồi. về phần Bella, tiểu nữ nhi biểu thị mình cũng yêu thảm rồi cái này Bella rất lợi hại, trong lúc vô hình vẫy muội không chút nào nương tay, cho nên bộ phim này đi phong cách chính là nam nhân vật nữ chính đều tô người một mặt, sau đó giữa bọn hắn tình yêu càng là tô đến nước tường phong cách sao? Bất quá Tom, hắn làm nam tính người xem, ngược lại là không cách nào trải nghiệm loại kia toàn thân tuyến bên trên kích thích tố đều bị kích phát cảm giác. Hắn cảm thấy tương đối đặc thù chính là Anna lời kịch bản lĩnh lạ thường thật tốt cùng hắn rất khẳng định Anna không dùng toàn lực đi diễn, bất quá đây là thương nghiệp phiến bệnh chung. Bất quá không cần toàn lực đi diễn cũng có thể là vì chiều theo người nam kia nhân vật chính. Nói thật nhân vật nam chính đẹp trai là đẹp trai, nhưng là diễn kỹ thực sự có chút co quắc. Vẫn là thuyết thư bên trong nguyên tác nhân vật chính là như vậy. Cơ hồ không có biểu tình gì biến hóa. Nhưng là ở đây những cái kia nữ người xem đã hoàn toàn trầm túy, quản những nam nhân này trong lòng nghĩ cái gì, các nàng đã triệt để tại bộ phim này trước mặt thả bay chính mình. Loại này có thể làm cho người toàn thân tô thoải mái Mary Sue phim, trình độ nào đó tới nói cũng là sinh thời, dù sao không phải mỗi một bộ phim đều có thể tô đến làm cho người toàn thân thiếu nữ tâm phát tác. Đương đại bạc màn bên trên Bella cùng Edward cuối cùng lưỡng tình tương duyệt ngồi trên đồng cỏ, kia ủ ấm ánh nắng đánh xuống, màn này quả thực ấm đến đáy lòng. Sau đó, phim kết thúc. Nếu là bộ phim này cho những này fan hâm mộ mang đến bất cẩn nhất bên ngoài, khả năng chính là cái này khí chất đặc biệt Bella. Dù sao nhìn nguyên tắc thời điểm, rất nhiều độc giả cũng không có cảm thấy Bella khí chất có bao nhiêu đặc biệt. Nhìn phim, bị Anna như thế một diễn, loại kia mang theo thương cảm, băng lãnh, mèo khen mèo dài đuôi khí chất, thật sự lại tô lại vẫy lại đặc biệt. Phim tan cuộc, đám người chậm chậm bắt đầu rời sân nhưng là rất nhiều nữ tính người xem giờ khắc này thậm chí bỏ không được rời đi chỗ này. Bỏ không được rời đi Anna cùng Henry vì bọn nàng bệnh cái này lãng mạn lại mộng ảo tình yêu cố sự. Tử tế quan sát nét mặt của các nàng, kia mỗi một cái đều là bị mê đến thần hồn điên đảo dáng vẻ. Ta thật sự đã thật lâu không nhìn thấy tô cho ta như thế thoải mái phim. Nhân vật nữ chính lại có khí chất lại xinh đẹp, nhân vật nam chính đẹp trai đến nghỉ nhảy lầu nhìn thấy bọn hắn cuối cùng cùng một chỗ thời điểm ta đều nhịn cười không được thật sự thật hạnh phúc bọn hắn quá xứng đôi ta cảm thấy chụp thật sự rất xúc động người loại này tràn đầy thiếu nữ tình tiết tình yêu thật lâu không có ở trong phim ảnh thấy được nhân vật nữ chính trước kia diễn qua lỗi thuộc về những vì sao lúc ấy đã cảm thấy là rất đặc biệt một cái nữ diễn viên hiện tại ta cảm thấy nàng là thật sự muốn đỏ cảm thiên động địa rốt cục có đạo diễn cùng diễn viên bắt lấy Mary Su trọng điểm, đồng thời hoàn toàn thể hiện rồi ra. Tom Hanks cách trận thời điểm, cũng đã hỏi hỏi nữ nhi cùng thê tử đối bộ phim này cách nhìn. Nữ nhi giờ phút này đều phản phất đã lời nói không mạch lạc, còn kém hai chân nhảy dựng lên, còn cần nói. Qua, ta yêu chết hai cái nhân vật chính, ta trở về muốn bổ bọn hắn phim. Về phần thê tử, nàng chỉ là cười cười, cùng ngươi nói lại nhiều ngươi cũng sẽ không hiểu bởi vì ngươi là nam nhân. Tom Hanks cười nói. Ngươi không nói ta làm sao biết, vẫn là nói cho ta nghe một chút đi. Thê tử nghĩ nghĩ trả lời. Chính là sau khi xem xong, ngươi sẽ điên cuồng muốn bàn lại một lần yêu đương. Tom Hanks. Làm sao có chút hối hận mang thê tử đến xem bộ phim này. Một bên khác, Edward Wood. Nói tân cùng vị hôn thê của hắn cũng đi ra rạp chiếu phim, Anna diễn viên chính bốn bộ phim, đây cũng là hắn lần thứ tư tới rạp chiếu phim nhìn Anna phim. Hắn đều cảm thấy mình muốn trở thành Anna. Gray tại Hollywood số 1 fan hâm mộ. Bất quá đồng dạng làm nam tính, xem hết The Twilight Saga, hắn cũng là không có đặc biệt lớn gì cảm xúc, tướng so với Anna trước mấy bộ phim, khả năng này là hắn nhất không có cảm giác một bộ phim đi, à đúng, kia bộ lỗi thuộc về những vì sao hắn cũng không có cảm giác gì. Theo Twilight Saga, cảm giác Anna diễn càng dùng ít sức một chút, bất quá hiệu quả cũng không có vì vậy giảm xuống, vẫn như cũ biết tròn biết méo. Hắn hỏi bên người vị hôn thê, cảm thấy thế nào? Vị hôn thê mười phần cảm tính lắc đầu, nói thật, ta sợ ngươi cảm thấy ta điên rồi. Edward Nó tân ôm lấy bờ vai của nàng, cái gì lời nói thật? Vị hôn thê của hắn nói ra Ta hiện tại chỉ muốn nhìn kia hai cái diễn viên tại trong hiện thực yêu đương, điên cuồng nghĩ. Edward, Noten, hắn cảm giác đến vị hôn thê của mình ý nghĩ này thật có chút điên cuồng. Nhưng là nếu như hắn biết đây là mỗi một cái đi ra rạp chiếu phim nữ tính ý nghĩ, hắn có thể sẽ mình trước điên rồi. Ngày này là theo Twilight Saga lần đầu nhật, cũng coi là chính thức danh tiếng giải cấm một ngày, rất nhiều mê điện ảnh cùng phim người đang nhìn xong bộ phim này về sau đều tại các lớn phim trang web phát biểu cái nhìn của mình. Đầu tiên, những này phát biểu cái nhìn người sử dụng cùng phim người, cơ bản đều là nữ tính. Tiếp theo, các nàng phát biểu đều nhìn có một chút điên cùng im lặng theo trình tự. Hollywood Reporter, một phóng viên phụ trách biên tập một ngăn liên quan tới mới chiếu lên phim The Twilight Saga, chủ đề bên trong trang, hắn vốn là dự định đi trước các lớn phim trang web thu thập một chút bình luận phim. Ai biết tại hắn liên tục nhìn 3.4 cái nước Mỹ trứ danh phim bình luận trang web về sau, hắn dĩ nhiên một điểm kết luận đều phải không ra. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy những nữ nhân này đều điên rồi. Hoặc là nói, những nữ nhân này đều nổ. Các nàng giờ phút này biểu hiện ra cuồng nhiệt trạng thái, phản phất là các nàng cùng một thời gian đều kinh lịch một trận kinh thiên động địa tình yêu cùng nhiệt. Nhìn chung đã tại trên Internet xuất hiện mấy vạn đầu bình luận phim, cùng những cái kia chuyên nghiệp nữ tính nhà phê bình điện ảnh chuyên mục, đại lượng nội dung, nói cho cùng các nàng kỳ thật nghĩ biểu đạt chính là một cái ý tứ. Đó chính là Tô Phá Trời. Chương 85 Đây chính là một đạo kỳ tích. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giống như các nữ nhân đều điên rồi Vì một bộ phim điên cuồng Theo Twilight Saga Lần đầu tuần phòng bán vé vọt thẳng phá Tất cả mọi người mong muốn đạt đến 200 triệu Mỹ kim phòng bán vé. Không thể tưởng tượng nổi, không thể nói lý, điên cuồng đến cực điểm, toàn thế giới phim truyền thông đều tại dùng trở lên những từ ngữ này tại hình dung bộ phim này. Đây cũng không phải là dùng đại bạo để hình dung liền có thể hình dung được thành tích, cái này căn bản là biểu thị một bộ phòng bán vé thu hoạch cơ sinh ra. Một bộ có thể xưng kỳ tích phòng bán vé thu hoạch cơ sinh ra. Cái này phim chi phí mới 29 triệu đô la Mỹ, lần đầu tuần thành tích là 200 triệu đô la Mỹ, đây quả thực là phố quan những cái kia các tinh anh đến vậy không làm được tỷ suất chi phí. Hiệu quả nghịch thiên mua bán A. Toàn bộ Hollywood đều bị chấn kinh rồi, loại này chấn kinh trình độ là so trước đó lỗi thuộc về những vì sao càng thêm chấn kinh mấy lần trình độ. Dù sao bây giờ, theo Twilight Saga chỉ là tại toàn đẹp hơn chiếu, còn không tính hải ngoại phòng bán vé, mà lại mới lên chiếu vừa mới một tuần. Hollywood nhiều nhà truyền thông tại The Twilight Saga lần đầu tuần sau khi kết thúc. Đối với cái này phát ra cảm thán đều là 10 năm chưa thấy qua bốc đồng mạnh như thế nhẹ vốn thương nghiệp phim. Nước Mỹ cùng thế giới nữ nhân đều điên rồi sao? Không thể tưởng tượng nổi, đây là cô nàng phiến muốn cuộc khởi dấu hiệu. Lần đầu tuần 200 triệu, nhiều ít phim có thể đạt tới trình độ này. Huống hồ bộ phim này thành vốn như thế rẻ tiền. Nữ tính người xem cho bộ phim này cống hiến 65% trở lên phòng bán vé, nữ nhân lực lượng ngưng tụ cũng thật là đáng sợ. Bây giờ, vừa mới qua một tuần, toàn bộ nước Mỹ tự hồ cũng bắt đầu lưu truyền ép cùng Bella tình yêu cố sự. Người có thể tại bất luận cái gì một chút nữ nhân trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được liên quan tới The Twilight Saga tin tức. Mà tại trên Internet liên quan tới bộ phim này mê điện ảnh tự chủ marketing càng là đã chủ đề lượng phá trần anna cùng henry tại một tuần này bên trong google lục soát lượng xa xa ở thủ vị đoán chừng chính là nước mỹ chỗ đó xuất hiện thương kích án lục soát lượng cũng sẽ không che lại anna cùng henry trên internet hai người thảo luận độ cũng đã là trước nay chưa từng có lửa nóng cái gì gọi là một đêm thành danh đây chính là một đêm thành danh anna cùng henry một đêm thành danh. Mà lại cái này không chỉ là một đêm thành danh, thậm chí là một đêm có được fan hâm mộ đến trăm vạn, một đêm phi thăng tuyến đầu tiên hồng nhân, một đêm cắt xê lên nhanh, một đêm người ái mộ phô thiên cái địa. Hiện tại, nguyên bản tại lễ Giáng sinh ngăn bên trong, không người xem trọng một bộ nhẹ vốn ma huyễn tình yêu thương nghiệp phiến, dĩ nhiên bạo phát ra như thế năng lượng kinh khủng, Hollywood lục đại công ty điện ảnh lần này rốt cục ngồi không yên. Bọn hắn bắt đầu muốn triệt để điều tra một chút bộ phim này cùng Lucia ảnh nghiệp bối cảnh, nhìn xem đây rốt cuộc là thần thánh phương nào làm mua bán. Cái này Lucia ảnh nghiệp, sợ là lúc sau cũng không thể đánh giá thấp nó, chẳng lẽ bối cảnh của nó thật là cái nào cái trung đông đến thần hào. Giờ khắc này ở phố cao tầng trong văn phòng, chính đang thảo luận liên quan tới The Twilight Saga sự tình. Cái này Lucia ảnh nghiệp đến cùng là bối cảnh gì? bọn hắn còn dững dưng mà đem bề ngoài mở tại chúng ta phốt đối diện. Không sai, phốt ảnh nghiệp đối diện cao ốc, trong đó mấy tầng chính là thuộc về Lucia ảnh nghiệp. Loại này tự tin đến quả thực phách lối cử động, trừ phi sau lưng nó thật sự có đại nhân vật cùng đại tập đoàn tại chèo chống. Phách lối, quá phách lối, quả thực cùng bọn hắn bộ này, theo Twilight Saga, đồng dạng phách lối. Phốt tổng giám đốc ngồi lặng lặng nghe bọn hắn hội nghị, nhưng là trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, cái này Lucia ảnh nghiệp lão bản không phải người bình thường, vừa ra tay liền đầu tư như thế kiếm tiền hệ liệt, về sau cái công ty này sợ là sẽ phải càng bổ trợ hơn công. Đến lúc đó có lẽ sẽ nhiễu loạn Hollywood bây giờ cách cục. Nâng đỏ hai cái diễn viên chuyện này với hắn loại này nhà tư bản tới nói kia đều không tính là gì, nhưng là một cái công ty cuộc khởi, kia mới là thật đánh vỡ Hollywood kim tự tháp thăng bằng. The Twilight Saga, phòng bán vé diễn phun uy lực còn đang không ngừng hiển hiện, chiếu lên 3 tuần, bây giờ phòng bán vé đã vượt qua 450 triệu đô la Mỹ. Hollywood tất cả muốn chất vấn, trước đó chất vấn qua, hoặc là đã từng không nhìn bộ phim này người, bây giờ đều yên lặng nhắm lại tôn miệng. Bởi vì bọn hắn đều đã hoàn toàn bị cái này phòng bán vé cho kích mộng. Nếu như nói năm nay là thuộc về Batman. Kỵ sĩ bóng đêm, một năm, như vậy, The Twilight Saga tuyệt đối là duy nhất biến số. Tre Vân Tổng Bộ cũng bởi vì bộ phim này cao phòng bán vé mà vui mừng không xiết. dù sao bọn hắn lúc trước tuyển Anna làm người phát ngôn, hiệp ước một ký ba năm, bây giờ Anna bốc lửa, bọn hắn là người được lợi lớn nhất. Tre Vân lập tức quyết định đem tất cả Anna quay chụp qua quảng cáo cùng áp phích đổi mới một lần, đồng thời lại một vòng đại quy mô bắt đầu đầu nhập tại nước Mỹ các lớn khu vực bên trong, cùng toàn cầu các lớn khu vực bên trong. Mà giờ khắc này tại Los Angeles một nhà rạp chiếu phim cổng, cự tinh Julia. Robert chính cùng thân hữu của mình tại shopping, lại nhìn thấy nhà này rạp chiếu phim cổng sắp xếp lên trường long. Julia Robert mình là diễn viên, đương nhiên biết chỉ có tại một bộ phá lệ được hoan nghênh phim diện thế thời điểm, mới có tình huống như vậy, nàng rất kinh ngạc đây rốt cuộc là cái nào một bộ phim, vậy mà như thế được hoan nghênh nàng mấy năm này ẩn lui đại bạc màng, một lòng chiếu cố hài tử, cho nên cũng cũng không hiểu rõ lắm Hollywood tình huống. Nàng đeo kính đen đi vào gian nào rạp chiếu phim cổng nhìn lướt qua, liền thấy The Twilight Saga Graphic, mà trong lỗ tai cũng nghe đến những ảnh đó mê nhóm đều đang kêu lấy muốn mua The Twilight Saga vé xem phim. Nàng nhìn chầm chầm The Twilight Saga Graphic nhìn một hồi, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng nhận biết trên poster nữ hài kia là cháu gái của nàng Emma. Robert trước kia hảo bằng hữu, cũng là bị Emma dưỡng mẫu tự tay chia rẽ vị kia bằng hữu. Lúc trước nàng biết chuyện này, nhưng là nàng cũng ngầm cho phép chuyện này, chỉ bất quá đương sơ nàng nhớ kỹ cái này Anna. Gray tự hồ chỉ là một cái tam tuyến nhỏ diễn viên, mà các nàng cũng chính là sợ nàng dẫm lên Emma thượng vị, mới kiên quyết muốn Emma cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Làm sao bây giờ? Cái này Anna đã vậy còn quá đỏ lên. Cái này khiến Julia. Robert rất cảm thấy kinh ngạc, nàng thuận tay mua một bản kỳ này Hollywood Reporter, nhìn một chút. Nhất cực đại giao diện chính là The Twilight Saga, đồng thời nói bộ phim này sáng lập một cái năm gần đây đáng sợ cỡ nào phòng bán vé kỳ quan. Julia. Robert dùng tay đẩy kính râm, không nói gì mà là đẩy con của mình đi. Xem ra nàng ngược lại là đã từng coi thường cô gái này, nàng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cũng bò tới bây giờ vị trí. Cùng lúc đó, toàn bộ Hollywood vẫn như cũ hãm tại to lớn, The Twilight Saga, địa chấn bên trong không cách nào tự kềm chế. The Twilight Saga, chiếu lên đã hơn một tháng, bây giờ phòng bán vé đã vọt tới 450 triệu, mặc dù nước Mỹ địa khu phòng bán vé tiềm lực đã bị đào không sai biệt lắm, nhưng là còn có toàn cầu phiếu kho đâu. The Twilight Saga đã lần lượt tại hải ngoại nhiều quốc gia ký kết chiếu lên, đến lúc đó toàn cầu phòng bán vé vượt qua 6 ức thậm chí 700 triệu kia cũng là không có vấn đề gì cả. Một bộ chi phí 29 triệu phim, chỉ có 29 triệu, cuối cùng phòng bán vé có hy vọng đạt tới 700 triệu, Hollywood đại khái 50 năm cũng sẽ không tái xuất một cái kỳ tích như thế này. Cây to đón gió, người muốn nói bộ phim này là không có chút nào xoa bình cái kia cũng là không thể nào, trên thực tế, bởi vì bộ phim này thực sự quá bốc lửa, cho nên chú ý rất nhiều người, rất nhiều nam tính người xem cũng nhịn không được cho bộ phim này đánh xoa bình. Anna. Grey thực tình bị bộ phim này hủy, trước kia có nhiều linh khí một cái diễn viên, làm sao tại The Twilight Saga bên trong toàn bộ hành trình mặt đơ, diễn kịch đều không cần khí lực có thể diễn được không? Cái này phim thật ác tục a, à, bạn gái nhất định phải kéo ta đi nhìn, ta thật sự thấy ngủ thiếp đi nam nhân vật nữ chính hai người nhìn đều không bình thường. Thật sự tốt nát thật cẩu huyết A, à, Hollywood muốn bị dạng này phim làm hỏng. Đi cống hiến phòng bán vé người xem đều là vô não ngốc bạch ngọc sao. Trứ danh nhà phê bình điện ảnh Roger. An Bất thậm chí còn công bố, bộ phim này chỉ có ta 15 tuổi tôn nữ cùng 90 tuổi mẹ già sẽ thích nhìn. Anna. Gray lần này tuyển phiến mạch suy nghĩ, ta là nhìn không hiểu trước kia rõ ràng ta là rất thích nàng. Bất quá những này xoa bình cơ bản đều là nam người xem hoặc là nam tính nhà phê bình điện ảnh cho ra đến, đại bộ phận nữ tính người xem đều là rất cảm tính, các nàng nguyện ý vì bộ phim này hò hét cùng điên cùng. Huống hồ tại bộ phim này một chút xoa bình phía dưới, rất nhiều khách quan người xem vẫn là cấp ra tương đối khẳng định bình luận phim. Sói yêu dê a, à, yêu điên cuồng. Cấp độ trở lên tình yêu phim, các phương diện đều rất xuất sắc phối nhạc rất tuyệt, cố sự rất tuyệt. Hai giờ phim không có tẻ ngắt cùng chạy không? Quả nhiên hấp huyết quỷ đề tài vẫn là lấy vui, nhìn cái mới mẻ có thể, kịch bản cái gì không nên quá cưỡng cầu. Không thể phủ nhận cái này hấp huyết quỷ mặt đại bộ phận thời điểm vẫn rất có mị lực, bao nhiêu nữ hài một bên nhìn cái này phim một bên Mary Sue A. Nữ chính mặt càng là không phản đối, rất tinh xảo. Bộ này, The Twilight Saga, tại IMDb cùng rốt tầng Tomatao bên trên điểm số đều không thấp, IMDb điểm số thậm chí đạt đến 7.6 phân, 7 phân trở lên liền mang ý nghĩa bộ phim này tối thiểu là một bộ hợp cách thương nghiệp phiến, mà 7.6 phân thì là chứng minh bộ phim này không chỉ có là hợp cách thương nghiệp phiến, càng là có thể lạp cao bình quân phân thủy bình thương nghiệp phiến. Tóm lại, vô luận ngoại giới như thế nào bị bộ phim này rung động đến mưa gió, theo Twilight Saga, liền là có thể làm được đá một cái bay ra ngoài tất cả xoa bình, một tay xử lý tất cả đối thủ, ở cái này cạnh tranh kịch liệt phim thị trường, quả thực là quét ngang lại thống trị toàn cầu phòng bán vé thị trường. Đồng thời đồng thời để bên trong hai người nam nhân vật nữ chính trở thành Hollywood nổi tiếng nhân vật. Anna Gray cùng Henry Cavill danh tự, nhảy lên trở thành toàn bộ Hollywood vạn chúng chú mục tiêu điểm phàm là tên của bọn hắn xuất hiện địa phương, đó chính là bị điên cuồng đuổi theo chỗ. Không có ai có thể phủ nhận, đây chính là một đạo kỳ tích. Chương 86 Nàng đỏ, đỏ thấu nửa ngày trời. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Anna bây giờ thân phận sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc dù khả năng cũng chỉ là một trong nháy mắt sự tình. Vẹn vẹn một bộ The Twilight Saga chiếu lên về sau, nàng đã là Hollywood hot nhất lạc tử kê. Trên Internet phàm là cùng nàng dựng vào bên cạnh tin tức, kia đọc lượng đều là soạt soạt soạt, đầu đường báo nhỏ chỉ cần có thể đăng xuất nàng đường phố chụp, kia lượng tiêu thụ trên cơ bản cũng là không cần sầu. Vô số paparazzi cùng đèn flash bây giờ truy đuổi tiêu điểm, đều biến thành Anna cùng Henry. Anna phan hâm mộ quy mô bây giờ đã đạt đến một tuyến minh tinh trình độ, tử trung phấn, người qua đường phấn, nhan phấn đều là quy mô khổng lồ. Rất nhiều fan hâm mộ đều tự nhận bị Anna mê đến tìm không ra bắt. Anna trong mắt của ta là Hollywood dáng dấp nhất có cá tính cùng tinh xảo tuổi trẻ nữ diễn viên. Ta siêu cấp thích nàng tướng mạo, tốt có khí chất A. Bởi vì theo Twilight Saga quen biết Anna, lại đi xem nàng trước đó phim, quá khen. Nàng hoàn toàn ủng có trở thành cự tinh tiềm lực, ta xem trọng nàng. Anna sẽ trở thành cái thứ hai Julia. Cho bớt sao? trên thực tế cho tới bây giờ hollywood đều chưa từng xuất hiện cái thứ hai julia robert lúc đầu coi là angelina julie có khả năng sẽ trở thành cái thứ hai julia robert nhưng đáng tiếc vẫn là hậu kình không đủ a à. dù sao cho đến trước mắt tại hollywood trong lịch sử duy nhất có thế xưng là cự tinh nữ diễn viên cũng chỉ có julia robert đi ta xem trọng anna lại chờ mấy năm nàng nhất định sẽ càng ngày càng đỏ Đương nhiên, đây chỉ là hy vọng, tại Hollywood một đêm bạo đỏ diễn viên cũng không phải là không có, nhưng là đại bộ phận đều là chỉ có thể ăn cái này một bộ phim tiền lãi, sau khi ăn xong liền không có sau đó. Bất quá giống The Twilight Saga, loại này nhẹ vốn phim có thể giếng phun đến loại trình độ này, thật sự chính là lần thứ nhất, toàn bộ Hollywood đều chưa từng nghe thấy, cho nên mọi người đặc biệt cảm thấy hứng thú Anna về sau sẽ đi hướng cái gì con đường. Trừ cái đó ra, theo Twilight saga nam nhân vật nữ chính chính phú phấn chút khả năng là khổ nhất bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều đang cầu khẩn nam nữ diễn viên chính tranh thủ thời gian cùng một chỗ anna cùng henry vì cái gì không cùng một chỗ rõ ràng trong phim ảnh đều như vậy phối bọn hắn thật sự hẳn là cùng một chỗ đúng vậy a à, cùng một chỗ cùng một chỗ trên internet đối với đôi này chính phú cùng một chỗ tiếng hô thậm chí đã trước nay chưa từng có mãnh liệt nếu như dựa theo những khác lấy lợi ích trên hết công ty điện ảnh bản tính, đoán chừng đã sớm ký tình lữ hiệp ước để nam nhân vật nữ chính ở cùng một chỗ. Bất quá Kelly sẽ không bắt buộc Anna cùng Henry, mà Anna thì là không có chút nào phương diện này ý tứ, mặc dù nàng biết theo Twilight Saga dạng này hệ liệt phim ký một bản tình lữ hiệp ước là phi thường lựa chọn chính xác. Nhưng là nàng không có đáp ứng, lý do cũng là ngay từ đầu cũng đã nói cho nên dù cho trên Internet đám fan hâm mộ đều chờ mong đến tâm lực tiều tụy, Anna cùng Henry vẫn là bất vi sở động, không có chút nào mập mờ. Henry mỗi lần cũng nhịn không được khóc sức mướt vấn Anna. Ta cứ như vậy không lấy ngươi thích không? Trong lời nói đều là ủy khuất. Anna sờ lấy đầu của hắn hài hước lại vừa cười vừa nói. Ta nói ta không nên cùng kinh công Barbie yêu đương, ta tiểu thân bản không chịu nổi. Henry Anna tại UTA đại ngộ cũng cùng nhau thăng cấp, bây giờ cái gì tài nguyên đều là hướng nàng nghiêng. Cynthia khoảng thời gian này quả thực là xuân phong đắc ý, nguyên bản dưới tay nàng cũng không có cái gì hàng hiệu minh tinh, bây giờ Anna nước lên thì thuyền lên, địa vị của nàng cũng đề cao. Một ngày này, nàng đang cùng Anna đàm một ít chuyện, bất kể như thế nào, theo Twilight Saga, kế hoạch là hệ liệt 3 bộ khúc, bộ 2, bộ 3 người khẳng định là muốn chụp. Anna gật gật đầu, đây là đương nhiên. Cynthia, có một tin tức tốt, đó chính là ngươi tại The Twilight Saga, trước đó các C chỉ có 1.5 triệu, diễn The Twilight Saga, các C là 2 triệu, hiện tại ngươi có thể trực tiếp kêu giá 8 triệu. Tại Hollywood, 10 triệu là một cái đường ranh giới, trở lên tuyệt đối là một tuyến, trở xuống thì là cái gì loại hình đều có, Anna mới đỏ lên một bộ The Twilight đương nhiên còn không đủ trình độ 10 triệu nhưng là nếu như tiếp theo mấy bộ the lai đều là phòng bán vé như thế khoa trương, như vậy 10 triệu cũng là ở trong tầm tay. Bất quá 8 triệu cũng đã coi như là tại Hollywood nữ minh tinh bên trong 10 phần cao kêu giá. Hollywood nữ minh tinh bên trong, rất nhiều minh tinh đỉnh phong thời kỳ đều có thể kêu giá 10 triệu, thậm chí 15 triệu. Bất quá có thể để đến 2.000 vạn trước mắt chỉ có đỉnh phong thời kỳ Julia. Robert nhưng là đại bộ phận những nữ minh tinh này loại này kêu giá, đơn giản là đỉnh phong thời kỳ, ý tứ chính là khả năng liền mấy bộ nổi giận về sau, tiếp lấy có thể kêu giá rất cao, nhưng là không có nghĩa là một mực là trình độ này. Rất nhiều người cả một đời đại khái là 1.2 bộ có thể đạt tới đỉnh phong kêu giá, lại về sau chính là FLOP. Dù sao muốn một mực duy trì một cái đại nhiệt nhiệt độ, là rất khó. Anna bây giờ có thể kêu giá 8 triệu các C cũng là bởi vì The Twilight Saga thực sự quá phát hỏa, nhưng là The Twilight Saga kết thúc về sau nàng còn có thể không duy trì cái này các c, cái này liền không xác định. đương nhiên cũng có khả năng ba bộ The Twilight xuống tới, nàng trực tiếp đưa thân 15 triệu câu lạc bộ. Cynthia nói lời này ý tứ là nếu như muốn chụp phần tiếp theo, để Anna cho Kelly sách 8 triệu các c. Anna cự tuyệt, nếu như là diễn những khác thương nghiệp phiến ta có thể như thế sách, nhưng là ta cùng keo quan hệ rất tốt, ta cũng không muốn tăng giá. Cynthia bất đắc dĩ thở dài, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, được rồi, chẳng qua nếu như là những khác thương nghiệp phiến hẹn, ta không sẽ giúp ngươi đàm 8 triệu trở xuống. Cynthia, còn có một cái tin tức xấu, ngươi có muốn hay không nghe? Anna cao mày, Cynthia, ngươi biết, ta nhất không muốn nghe đến tin tức xấu. Cynthia không có cách ta nói thẳng đi ngày hôm nay lv người bên kia đến nghe ngóng ngươi cùng vân hiệp ước là mấy năm anna có ý tứ gì cynthia ý tứ chính là nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng vân ký 3 năm hiệp ước ngươi bây giờ đã là louis vuitton nhất người phát ngôn mới lv nhìn trúng anna cái này đương nhiên một mặt là bởi vì anna hiện tại rất đỏ một phương diện LV tuyển minh tinh đại ngôn luôn luôn là muốn nhìn thời thượng cảm giác. Anna theo các nàng, thời thượng cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Cái này Hollywood rất nhiều hàng hiệu nữ minh tinh đều muốn chèn phá đầu tốt tài nguyên. Bây giờ rơi xuống Anna trên thân, Anna lại không thể ký. Đây cũng là rất quỷ khuất. Cynthia Chỉ có thể qua mấy năm coi lại, bất quá ngươi bây giờ xưa đâu bằng nay, về sau ngươi đi ra ngoài các phương diện đều chú ý điểm đoán chừng sau lưng tùy thời đi theo mấy đội paparazzi đi. Anna bất đắc dĩ buông buông tay, đương nhiên, ta đến UTA đằng sau đều đi theo một đống paparazzi, bất quá ta gần nhất không ở tại Kelly nhà, ta về nhà mình ở, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không loạn lập một chút tin mới gì. Bất quá rất hiển nhiên, Anna cùng Cynthia đều đánh giá thấp Kelly, nàng bây giờ cũng là Hollywood thương nhân rồi, đương nhiên biết Anna giá trị bản thân sẽ nước lên thì thuyền lên. Không bao lâu về sau, nàng liền cho Anna mở ra một trương 10 triệu, theo Twilight Saga 2, cắt C, cuối cùng bị Anna chết sống ép đến 8 triệu. Cùng một thời gian tại Hollywood một tòa trong khu nhà cao cấp, Emma. Robert vừa mới kết thúc công việc trở về, liền thấy dưỡng mẫu của mình Irina. Robert cũng tại. Irina gọi lại Emma, nàng nói ra. Emma, gần nhất kia bộ rất hỏa, theo Twilight Saga, ngươi biết không? cũng không thể vẻn vẹn nói là rất hỏa, phải nói là lửa biến toàn cầu. Emma phản ứng hơi bình thản, không sai, ta biết, bất quá còn không có nhìn. Irina. Là cái kia Anna. Grey diễn. Emma. Ta biết. Irina bỗng nhiên rất chân thành nhìn về phía Emma, ta trước đó phản đối với các ngươi kết giao, đó là bởi vì ta cảm thấy nàng chẳng những là tam tuyến mà lại rất có tiềm lực ta sợ nàng đối với ngươi có bất lợi ảnh hưởng, bây giờ xem ra, nàng ngược lại là dùng phi thường ngắn mỗi thời gian, liền từ tam tuyến biến thành lạc tử kê. Emma có chút không hiểu nhìn xem Irina, mẫu thân ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Irina miếm môi, sau đó dùng vô cùng tự nhiên ngữ khí nói với Emma. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng nàng khôi phục quan hệ, dù sao nàng hiện ở đây sao đỏ, các ngươi hoàn toàn có làm bằng hữu giá trị. Emma không hề nghĩ rằng một ngày kia sẽ tự mình nhất tôn trọng dưỡng mẫu trong miệng nghe được tự nhiên như thế nhưng lại không biết xấu hổ. Nàng một nháy mắt cũng không biết nên trở về đáp cái gì tốt. Trầm mặt chỉ chốc lát, nàng mới trả lời Irina, dùng một loại phản phất giờ phút này mới đổi mới đối Irina nhận biết biểu lộ nhìn về phía nàng, mẫu thân, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, Anna không đỏ thời điểm ta rời đi nàng, nàng bây giờ đỏ lên ta lại đi tìm nàng nàng sẽ nhìn ta như thế nào sao irina ngữ khí lãnh đạm nàng nhìn ngươi thế nào cũng không trọng yếu tại hollywood bất kỳ người nào đều là chữ lợi vào đầu emma lắc đầu cảm xúc có chút kích động ngữ khí rất là quyết tuyệt nàng không phải là người như thế mà ta cũng không phải là người như thế nàng ngày hôm nay mới phát hiện dưỡng mẫu của mình so với nàng trong tưởng tượng càng thêm lãnh huyết nàng có thể thỏa hiệp một lần lại không nghĩ một lần một lần thỏa hiệp cho Irina lãnh huyết cùng cái gọi là chữ lợi vào đầu. Huống hồ, nàng phi thường để ý Anna sẽ thấy thế nào nàng. Emma không tiếp tục cùng Irina dưới lý luận đi, bởi vì đã nhiều năm như vậy, nàng một lần sau một lần càng sâu nhìn thấu dưỡng mẫu của mình, nàng chính là người như vậy, vĩnh viễn không sửa đổi được. Bất quá Hollywood trải qua cái này một đợt, theo Twilight Saga, trắng trợn ngược tự hồ các đại thương nghiệp phiến thương đều nghĩ thông rồi một điểm. Đó chính là ai nói Anna. Gray khí chất như vậy diễn không được thương nghiệp phiến. Nhìn một cái nàng tại thương nghiệp trong phim cỡ nào có mị lực, kia vẫy muội ở vô hình thủ pháp, bao nhiêu người học đều không học được. Nhìn nàng một cái một bộ thương nghiệp phiến vòng nhiều ít fan hâm mộ, quét ngang nhiều ít phòng bán vé. Rất bao lớn hình thương nghiệp phiến rốt cục bắt đầu muốn buông xuống tư thái đi thử nghiệm tiếp nhận Anna dạng này khí chất nữ diễn viên. Dù sao ai cũng không thể phủ nhận, hiện tại nàng rất đỏ, không chỉ có đỏ, còn đỏ thấu nửa bầu trời. Mà lại, nàng đỏ là không thể phục chế. Chương 87 Lại một lần trực diện nguy cơ sinh tử. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Anna gần nhất thật sự là quá đỏ lên, Mỗi ngày đều sẽ có vô số fan hâm mộ gửi thư từ các nơi trên thế giới gửi tới. Bất quá bởi vì số lượng thực sự nhiều lắm, Anna một người cũng nhìn không đến, đại bộ phận đều là làm cho nàng gần nhất mới mời trợ lý giúp nàng nhìn. Bất quá trợ lý mỗi ngày đều sẽ chọn lựa một chút tương đối đặc biệt nội dung niệm cho Anna nghe. So hiện nay trời, trợ lý niệm một phong thư là đến từ một cái tiểu nữ hài, nàng được rất nặng bệnh cho nên lâu dài đều là đợi tại trong viện dưỡng lão. Nhưng là một lần nào đó thấy được Anna, theo Twilight Saga, về sau, liền điên cùng thích Anna. Nàng nói Anna trước mắt là nàng chữa trị ốm đau động lực một trong, nàng thật sự phi thường cảm tạ có thể nhận biết Anna. Anna thấy được dạng này nội dung vẫn là vô cùng động dung. Nàng đối Cynthia đề nghị, nói mình nghĩ đi xem một cái tiểu nữ hài này, cũng không phải là giả vờ giả việc cái chủng loại kia, mà là thật sự nghĩ vấn an một chút nàng cynthia ngược lại là có thể lý giải anna thiện tâm cho nên nàng liền nghĩ biện pháp liên lạc với gửi phong thư này tiểu nữ hài đồng thời nói cho nàng anna muốn tự mình vấn an nàng tiểu nữ hài biết được sau mừng rỡ lập tức đáp ứng anna cố ý chọn lựa một ngày mang theo lễ vật tiến đến los angeles nơi nào đó trại an dưỡng vấn an tiểu nữ hài kia anna lúc đầu bên người là có bảo tiêu đi theo nhưng là căn này trại an dưỡng là không cho phép có người ngoài vào cho nên Anna chỉ có thể đem bảo tiêu đều lưu tại bên ngoài. Anna rất nhanh liền gặp được tên kia tiểu nữ hài. Nữ hài bác sĩ cùng Anna nói, nữ hài phương diện tinh thần đều rất khỏe mạnh, chỉ là từ nhỏ hoạn ung thư, chẳng qua trước mắt đã ổn định lại. Đó là một chỉ có 14 tuổi tiểu nữ hài, nàng xem ra phi thường yếu đuối, khả năng bởi vì nhiều năm bệnh tình dẫn đến sắc mặt rất là tái nhật. Nhưng là nàng nhìn thấy Anna đặc biệt đừng cao hứng, nàng thậm chí còn nói với Anna: Mỗi người đều nói bệnh tình của ta rất nặng, khả năng không có bao nhiêu năm có thể sống. Nhưng là ta xem theo Twilight Saga, lại cảm thấy ta có hy vọng sống sót. Anna đương nhiên là kiệt lực an ủi nữ hài, không sẽ, ngươi nhất định sẽ khỏe mạnh. Về sau Anna lại bồi một hồi nữ hài, cùng nàng hàng huyên trò chuyện một chút liên quan tới phim chuyện lý thú, nữ hài cũng hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá quan sát thời gian có hạn. Cho nên không bao lâu Anna muốn đi. Tiểu nữ hài kiên trì muốn đưa Anna đến dưới lầu, Anna cự không dứt được cũng đáp ứng. Lúc này, tại trại an dưỡng một bên khác, một vị Âu phục dày da nam sĩ đang chuẩn bị đi vào trại an dưỡng, bất quá bởi vì căn này trại an dưỡng tương đối đặc thù, có rất nhiều chính phủ yếu viên cùng kẻ có tiền ở đây, cho nên trại an dưỡng vì bảo hộ bệnh nhân, yêu cầu mỗi một cái người tiến vào đều cần đi qua kiểm an, cam đoan không thể đeo vũ khí. Len. Crawford trải qua kiểm an thời điểm, bị nhân viên công tác yêu cầu đem bên trong túi áo bên trong súng ống gỡ xuống, hắn nhíu mày, cuối cùng vẫn là đem súng ống lưu lại. Sau đó hắn trực tiếp đi đến một chỗ khác so sánh là cao cấp trong phòng bệnh, thăm hỏi một cái tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân khi nhìn đến hắn tiến sau khi đến, đầu tiên là quan sát một chút Len hơi biểu tình không vui, sau đó kết luận, xem ra là súng của ngươi bị lấy đi rồi len từ chối cho ý kiến cũng không phải bởi vì cái này với ta mà nói súng cũng không phải là chủ yếu vũ khí hắn mặc dù xuất sinh con em thế gia nhưng là sớm mấy năm cũng là tại bộ đội đặc chủng bên trong tham gia qua quân cho nên bất kỳ vật gì chỉ cần tại bên tay hắn cũng có thể trở thành vũ khí lão nhân cười cười không nghĩ tới ngươi còn sẽ tới nơi này thăm hỏi ta ta rất kinh ngạc len ngươi là ta bá bá lão nhân Ngươi gần nhất còn nhìn chầm chầm vào mút đốc gia tộc sao? Len đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài lục ấm, từ chối cho ý kiến. Lão nhân. Cũng đúng, cái này dù sao là phụ thân ngươi nguyện vọng, hy vọng Crawford gia tộc một ngày kia có thể thay thế mút đốc gia tộc tại bang Florida vị trí. Len một mực dựa vào tại bệ cửa sổ một bên, hắn không quá ưa thích cùng người khác nói mình nội tâm ý nghĩ, cho dù là bá bá, hắn cũng sẽ không nói rõ mình ý nghĩ. Bất quá đối với lời nói tiến hành đến một nửa, hắn chợt thấy dưới lầu hành lang Lý Chính đi qua hai người, đi ở phía sau cái kia vô cùng nhìn quen mắt, là Anna. Gray. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng, bất quá cái kia đi ở nàng trước mặt tiểu nữ hài cũng làm cho Len đối nàng có chút nheo mắt lại. Chật chật. Tự hồ cũng khá quen a, à, trước đó hắn đã từng đã điều tra cái kia bệnh tâm thần kẻ phạm tội, hắn tự hồ có một cái lâu dài nhiễm bệnh muội muội, mà nữ hài kia len quay người đối lão nhân nói ta đi trước có rảnh trở lại nhìn ngươi nói xong hắn tựa hồ có chút vội vàng liền rời đi căn này phòng bệnh đi xuống lầu dưới mà anna chính rời đi chỗ này tại đi xuống thang lầu thời điểm bởi vì căn này trại an dưỡng người tương đối ít bốn phía cũng tương đối trống trải nữ hài đi ở anna phía trước anna lại mảnh phát hiện nữ hài kia hơi mỏng quần áo bệnh nhân bên trong giống như cất giấu cái gì vật cứng. Là. Là. Súng. Nữ hài kia một mực không nói chuyện chỉ lo bước đi, cùng vừa rồi trong phòng bệnh dáng vẻ rõ ràng tưởng như hai người. Anna lập tức thả chậm bước chân, mặc dù cái trán ẩn ẩn có chút mồ hôi rịn ra, nhưng là nàng vẫn là lặng lẽ đưa tay cách túi quần nhấn xuống trong điện thoại di động còi báo động cùng GPS định vị, rất nhanh cảnh sát liền sẽ tới nhưng là tại cảnh sát đến trước khi đến vẫn là có mấy phần chung thời gian tại cái này mấy phút bên trong nàng đến cam đoan an toàn của mình bất quá trước đó nàng đến tìm một chỗ trốn đi dù sao đối phương có súng không thể chính diện cương anna hướng bốn phía nhìn một chút lập tức âm thầm di động bộ pháp trốn đến một mặt tường đằng sau nữ hài đã nhận ra sau lưng thanh âm biến mất nàng quay người xem đến phần sau đã không có bóng người mà nữ hài lại một điểm không lo lắng mà là chậm rãi hướng phía Anna ẩn nút kia mặt tường chỗ ấy đi đến, đồng thời đã móc ra thương. Đồng thời tiểu nữ hài kia âm u mở miệng, ngươi phát hiện. Anna trốn ở vách tường đằng sau cảm giác được cái kia tiếng bước chân bắt đầu tới gần, xem ra nàng biết mình trốn ở chỗ này rồi. Nhỏ vẻ mặt của cô bé bỗng nhiên trở nên rất đáng sợ, ngươi hại ca ta bị xem như bệnh tâm thần đồng dạng quan vào ngục giam bên trong, ngươi liền muốn đi rồi. Anna bỗng nhiên liền hiểu tiểu nữ hài nói chính là cái gì, nàng chẳng lẽ là cái kia bệnh tâm thần kẻ phạm tội muội muội? Tiểu nữ hài. Ca ca ta mới không là bệnh tinh thần, đây đều là ngươi hại. Nói xong, tiểu nữ hài đã chuẩn bị đi đến Anna ẩn nút kia mặt sau tường, dùng âm trầm ngữ khí tiếp tục nói. Đáng đời ngươi, ngươi đáng chết. Chẳng lẽ bệnh tâm thần là di truyền? Tiểu nữ hài này có nghiêm trọng như vậy tinh thần vấn đề, cái này trại an dưỡng bác sĩ vậy mà đều không có phát hiện qua bất quá bây giờ không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy tại cảnh sát chạy đến mấy phút đồng hồ này bên trong anna phải làm sao địch nhân đang đến gần nàng chỉ có thể tiếp tục trốn nàng nhìn thấy cách đó không xa còn có một cây trụ nếu như nàng chạy quá khứ có lẽ còn có một chút hy vọng sống ngay tại anna dự định mạo hiểm vọt tới mặt khác tường nơi đó đi thời điểm bỗng nhiên một con tràn ngập lực lượng tay nắm lấy cổ tay của nàng, đồng thời đem nàng một thanh mang theo hướng một cái khác trụ tử đằng sau chạy tới, phía sau là nữ hài nổ súng thanh âm. Nữ hài điên cuồng nói ra. Đừng chạy, chết tiệt ta bảo các ngươi đừng chạy. Nói chuyện một nháy mắt, nàng lại bắn một phát súng, Anna kém chút cho là mình phải chết, bất quá cuối cùng hai người bọn họ bình yên vô sự trốn đến mặt khác trụ tử đằng sau. Annabelle tiếng chính là một cái rất rộng trong lồng ngực, nàng mờ mịt ở giữa ngẩng đầu nhìn lại, là len. Crawford tấm kia góc cạnh rõ ràng cầm. Anna! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Len một bên khẽ ngẩng đầu nhìn lại vừa nói. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Anna lập tức linh cơ khẽ động, ngươi mang súng sao? Có cướp chúng ta liền có thể đối phó nàng. Len! Không có! Anna tiếc nuối nhìn xem hắn, ai ngờ len lại nói. Ta không cần súng. Hắn lúc nói lời này lộ ra đặc biệt tự tin, tự hồ hắn bản thân liền là một cái tại mưa bom bão đạn bên trong bò dậy nam nhân. Bất quá Anna nhìn vừa rồi hắn một hệ liệt động tác, rất như là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân. Anna. Đã như vậy, ta nghĩ biện pháp vọt tới đối diện đi dẫn dụ tầm mắt của nàng, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giải quyết nàng. Len ta có thể vây quanh sau lưng nàng đem nàng ép đến, nhưng là ngươi đến nói được thì làm được, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Anna mắt nhìn một khoảng cách bên ngoài khác một cây trụ, ta có thể, ta lát nữa vọt tới đối diện nơi đó đi. Len biểu lộ một mực là phi thường bình tĩnh, phản phất lại lớn nguy cơ sinh tử hắn đều trải qua, nhưng là hắn vẫn là hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Anna, ngươi còn thật không sợ chết. Anna nói ra, ta sợ chết, nhưng là ta càng không muốn chết ở đây. Liền tại đối thoại của bọn họ ở giữa, tiểu nữ hài đã từng bước một tới gần bọn hắn, Anna mắt nhìn đối diện, nhất cổ tác khí liền xông ra ngoài, mà Len thì là từ một bên khác đi vòng qua. Tại Anna lao ra một nháy mắt, nữ hài liền hướng về phía Anna thân ảnh bắt đầu nổ súng. Phanh, 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 mấy lần súng vang lên bột phát ở bên tai, kỳ thật tại thời khắc này, Anna đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị nhưng là cái này ba lần súng vang lên quá khứ, Anna phát hiện mình chẳng những còn sống, còn thuận lợi đến đối diện trụ tử đằng sau. Thượng đế phù hộ, nàng còn sống. Lông tóc không tổn hao gì. Sau đó, nàng liền nghe đến giọng cô gái, ngươi là ai? Sau đó lại là mấy tiếng súng vang, Anna lập tức thò đầu ra nhìn. Nữ hài hai ba lần liền bị len đè lại, len động tác nhanh nhẹn lại tấn mảnh, phản phất một cái tay liền có thể cắt đứt cô bé kia mềm mại cổ. Chỉ bất quá Anna mảnh phát hiện, len trên cánh tay có máu tại lưu, hắn thụ thương. Anna tranh thủ thời gian tiến lên, len đã rút đi nữ hài thương trong tay, đồng thời dùng một loại mười phần động tác ưu nhã, đem thương chống đỡ tại nàng huyệt thái dương chỗ. Ngữ khí của hắn khinh mạng lại phải ý, phản phất tại hống một đứa bé. Đừng nhúc nhích, bé ngoan. Chương 88 số 1 số 2 hiện tượng cấp diễn viên. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Rất nhanh, cảnh sát khi lấy được vừa rồi Anna báo cảnh cùng GPS định vị sau đều chạy tới, Len cũng bị trại an dưỡng các bác sĩ mang đến băng bó vết thương. Anna lưu lại hiệp trợ cảnh sát nhóm điều tra, sau cùng điều tra kết quả lại là nữ hài nhưng thật ra là một cái tinh thần phân liệt người bệnh, nhưng là một mực nấp rất kỹ cho nên người khác không biết thẳng đến ca ca của nàng xảy ra chuyện thời điểm mới hoàn toàn bộc phát sau đó nàng liền bắt đầu phán đoán anna chính là tổn thương ca ca người kia cho nên muốn tùy thời trả thù anna đây hết thảy đều là cô gái này kế hoạch anna đang nghe cái này kết án tin tức thời điểm phản ứng đầu tiên là sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy nếu quả như thật là như thế này như vậy cô gái này thân nhân đâu nàng lại là làm thế nào chiếm được súng ống đây này đây hết thảy mặc dù cuối cùng cảnh sát đều dùng tương quan điều tra kết quả đến giải đáp, nhưng là Anna vẫn cảm thấy đây hết thảy không có khả năng đơn giản như vậy. Nàng cho rằng, nếu như trước đó hết thảy cùng mút đốc có quan hệ, như vậy lần này cũng nhất định cùng mút đốc gia tộc có quan hệ. Thật là khó lòng phòng bị, mà lại đối nàng muốn thực hiện tổn thương một lần sau một lần âm tàn, triệt để. Nguyên lai tưởng rằng bệnh tâm thần kẻ phạm tội sự tình chỉ là bọn hắn muốn hủy Anna sự nghiệp, kết quả còn có loại trình độ này càng thêm ác liệt đến tiếp sau, đây là muốn mệnh của nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả như thật là mút đốc bên kia làm, chỉ có thể nói đối phương động thủ người đổi một cái, mà mới tới cái kia, ác hơn, càng lãnh khốc hơn. Mới tới cái kia có lẽ ngay từ đầu là muốn hủy Anna sự nghiệp, nhưng là bây giờ nhìn lại đối phương thay đổi chủ ý, muốn làm rơi Anna người này. Trước kia bọn hắn cảm thấy Anna mẫu nữ sống được giống sâu kiến, không thèm để ý, nhưng là từ khi Anna xuyên qua tới, nàng đỏ lên, hết thảy không đồng dạng. Về phần có thể hay không sợ Anna chết rồi, Claudia cá chết lưới rách. căn bản không có chứng cứ người chứng minh là Mút Đốc giết chết, vì cái gì Claudia sẽ muốn cùng Mút Đốc cá chết lưới rách, Claudia căn bản không có khả năng nghĩ đến cái này phương diện. Huống hồ nàng còn có một trương hiệp nghị bảo mật, nàng nói ra là phải trả đại giới. Len là một cái biến số bỗng nhiên mới xuất hiện đối phương khả năng cũng là không ngờ tới anna đang chờ một kết quả đó chính là isaac điều tra kết quả cuối cùng chuyện này đến cùng phải hay không múc đốc làm bất quá vì không làm cho không tốt ảnh hưởng cho nên anna chuyện này vẫn không có đối truyền thông công bố còn kelly cùng isaac nơi đó nàng trước cùng kelly nói nhưng là isaac trước mắt đi công tác không ở trong nước cho nên tạm thời cũng còn chưa nói nhưng là trải qua này một sự kiện Anna lớn nhất một cái nhân tình, còn là đến từ Len, nàng lại thiếu hắn nhân tình. Len tại trong bệnh viện ở mấy ngày, một ngày này Anna sau khi tan học liền trực tiếp đi bệnh viện thăm hỏi hắn. Hắn nhìn thấy Len dĩ nhiên đứng tại bệnh viện bên ngoài bồn hoa bên cạnh đang hút thuốc lá, cái này khiến nàng có chút kinh ngạc, nàng ý đồ ngăn cản, Crawford tiên sinh, ngươi còn đang dưỡng bệnh, tốt nhất vẫn là đừng hút thuốc. Không sao. Len rút ra cắn ở trong miệng khói, đối với người nghiện thuốc tới nói không có khói còn không bằng chết đi coi như xong anna gật gật đầu liền dung túng hắn cái này một cách làm ta ngày đó nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi là tham gia qua quân sao mà lại hẳn là đi lên chiến trường cái chủng loại kia len nhàn nhã hút thuốc quan sát của ngươi rất nhạy cảm ta tham gia qua a giàu mồ hôi chiến tranh anna bất quá giống ngươi thế gia như vậy tử đệ sẽ đi tham quân còn rất hiếm thấy len mỉm cười nụ cười kia tựa như là ngắm hoa trong màn sương ngươi vĩnh viễn không biết nụ cười phía sau hắn đang suy nghĩ gì hắn nói con em thế gia cũng là ngươi quan sát ra anna mím môi một cái không kém bao nhiêu đâu len ta tham quân là bởi vì phụ thân ta tại chính một một sự kiện thời điểm tan sinh ở lầu năm góc anna lộ ra một cái thật đáng tiếc biểu lộ ta rất xin lỗi nguyên lai ngươi tham quân là vì cho phụ thân báo thù Len ngữ khí rất bình thản, rất nhiều năm qua đi, hắn cũng đã sớm từ khi đó bi thống, phẫn hận cảm xúc bên trong đi ra, không chỉ là vì cho phụ thân báo thù, trên chiến trường, ta lĩnh ngộ được một chút chưa từng từng lĩnh ngộ đồ vật. Anna thở dài, chẳng qua hiện nay ta thiếu ngươi càng nhiều người tình, ta một mực tại suy nghĩ làm như thế nào trả lại ngươi ân tình này. Len bên miệng treo nụ cười, nhưng lại phản phất là đang nhắc nhở nàng, ngươi trả lại xong sao. Anna trả lời vô cùng nghiêm túc tối thiểu ta đến thử một chút. Len tiếp tục mỉm cười ta cảm thấy không bằng trước thiếu đợi đến một ngày nào đó cùng một chỗ trả hết. Anna một ngày nào đó. Len chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Anna cũng không có ngốc quá lâu nàng nói cho Len mình có rảnh sẽ tiếp tục đến xem hắn sau đó cho hắn nạo một cái quả táo liền rời đi. Anna sau khi đi len chung quanh xuất hiện một người khác, là lúc trước hắn tại trại an dưỡng thăm viếng qua bá bá, hắn nói với len. Nữ hài kia xem bộ dáng là thực tình đối với ngươi lòng mang cảm kích, mà ngươi một lần một lần bảo hộ nàng đơn giản là vì về sau tốt hơn lợi dụng nàng, ngươi không cảm thấy ấy nấy sao. Len ngồi ở đài phun nước bên cạnh, tiếp tục hút thuốc, cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Anna chuyện này cùng Kelly nói về sau, Kelly đương nhiên là lập tức khai thác hành động, đầu tiên là trực tiếp từ xuất ngũ quân nhân nơi đó gia tăng mấy cái giá cả đắt đỏ bảo tiêu để các nàng thời thời khắc khắc gần sát Anna bên người bảo hộ Anna, tiếp theo lại một lần để Anna tiến vào trong nhà mình. Anna một ngày này cùng Henry hẹn một cái thời gian ra ngoài gặp mặt một lần, bất quá bởi vì trước mắt Anna cùng Henry tại toàn cầu nhiệt độ, rất nhiều phóng viên, paparazzi lập tức chen chúc mà tới không chỉ có toàn bộ hành trình cùng chụp còn vận dụng máy bay không người lái tại các loại bên trong góc khoảng cách gần quay chụp. Đây hết thảy đơn giản cũng là bởi vì có thể cọ đến Anna cùng Henry nhiệt độ. Cũng chính là bởi vì những này paparazzi thực sự quá điên cuồng, Anna đành phải vội vàng cùng Henry kết thúc gặp mặt. Nhưng là các tờ báo lớn đầu đề cũng đã ra lò, Anna mật hội Henry, theo Twilight chính phú tạo thành có hy vọng. Giấu giếm tình cảm lưu luyến, The lai nam nữ kỳ thật sớm đã ngầm kết liên lý. Tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng khúc nhạc dạo, Anna cùng Henry mật hội toàn bộ hành trình mang cười. Không riêng gì các đại vê tập thể thậm chí là siêu thị báo nhỏ đều theo này, liên đới lấy trên Internet đám fan hâm mộ cũng đi theo ở nơi đó từ này. Trái tim của ta muốn không xong. Anna lúc nào mới có thể cùng với Henry, Bella cùng Edward lúc nào có thể cùng một chỗ. Ta đã trông mong lấy bọn hắn công bố tình cảm lưu luyến tối thiểu 3 tháng, thế nhưng là một mực không đợi được, hiện tại là có hy vọng sao? Henry quay xong phim trở về Anh quốc đi, lần này đến nước Mỹ chính là vì đến cùng Anna gặp mặt, ta cảm thấy có hy vọng. Quần chúng mặc dù ở nơi đó bạch kích động nửa ngày, nhưng là kỳ thật Anna cùng Henry đơn giản liền là thường ngày chạm mặt mà thôi. Về sau cũng không có tin tức gì truyền ra hai người là muốn yêu đương vẫn là phải làm gì, Quần chúng hiển nhiên đều là tại từ này Nhưng là Cynthia lại lại một lần nữa cảnh cáo Anna Ngươi không cùng Henry ký hợp đồng tình lữ không có vấn đề Các ngươi mỗi ngày gặp mặt không yêu đương cũng không thành vấn đề Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện Ngươi cũng không thể tại Theo Twilight Saga Hệ liệt không có kết thúc mấy năm này tiến hành những khác tình cảm lưu luyến Cái này sẽ rất lớn ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngươi Hy vọng ngươi tự giác Anna buồn cười nhìn xem Cynthia Ngươi vẫn chưa yên tâm ta. Ngươi cảm thấy ta từng có hoa đào sao? Căn bản cái gì cũng không có được không? Cynthia. Tóm lại, làm Minh Tinh liền muốn như vậy, có sai lầm đi mới có chiếm được, muốn duy trì theo Twilight Saga bên trong cấp mọi người ấn tượng, người mấy năm này cũng không thể cùng người khác yêu đương. Anna cảm thấy mình hẳn là có thể làm được điểm này, Henry bên kia tự nhiên cũng giống như vậy. Hai người có thể không hiệp ước yêu đương nhưng là nhất định phải tại đám mê điện ảnh trước mặt duy trì được chính phú cảm giác, cho nên ai cũng không thể yêu đương. Hiện tại đoạn thời kỳ này, Anna ở tại Kelly trong nhà, paparazzi cũng đào không ra thứ gì, nhưng là tại Kelly gia môn bên ngoài hơn 100 mét chỗ, lâu dài ngừng lại liên tiếp paparazzi bảo mẫu xe, chỉ cần Kelly trong nhà vừa có động tĩnh, hoặc là Anna vừa ra khỏi cửa liền sẽ có các lộ paparazzi bắt đầu theo đuôi kelly không thể không tại cửa ra vào hộp thư bên trên đều xếp vào hồng ngoại thăm dò không phải đoán chừng hộp thư đều muốn bị lật ra lần còn có thùng rác paparazzi cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là anna có hay không cùng ai tại kết giao đây cũng là quần chúng vấn đề quan tâm nhất anna bây giờ bạo đỏ tình cảm của nàng vấn đề giống như có lẽ đã thành một cái toàn dân tính vấn đề nhưng là những cái kia paparazzi tự hồ là phải thất vọng bởi vì Anna đời sống tình cảm liền là căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào sinh hoạt. Nàng mỗi ngày không phải là cùng keo cùng ra ngoài, chính là cùng keo cùng một chỗ dạo phố, hoặc là cùng keo cùng một chỗ dùng cơm, thời gian còn lại toàn bộ là trường học cùng keo ly nhà hai điểm liền một tuyến. Rất nhiều truyền thông thậm chí phát ra dạng này cảm khái, Anna mỗi ngày ở tại The Twilight Saga công ty điện ảnh lão bản trong nhà, lấy tên đẹp là vì phòng ngừa bệnh tâm thần phan hâm mộ quấy rối, nhưng là đồng tiếng đồng xuất, cùng ăn cùng ở, làm sao tướng tin các nàng chỉ là đơn thuần bằng hữu hoặc là quan hệ hợp tác. Còn có tên siêu thị báo nhỏ, quốc gia hỏi ý báo, sớm đã bắt đầu phỏng đoán Anna cùng Kelly kỳ thật là đồng tính luyến người quan hệ. Anna sở dĩ có thể biểu diễn theo Twilight Saga, cũng là bởi vì bạn gái của nàng chính là công ty điện ảnh lão bản. Anna mỗi một lần đều sẽ công khai phủ nhận dạng này nghe đồn, cũng xưa nay sẽ không quá mức để ý cùng đáp lại dạng này nghe đồn. Nhưng là vẫn có rất nhiều quần chúng tin tưởng dạng này thuyết pháp, cho nên Anna về sau một đoạn thời gian rất dài, thỉnh thoảng đều sẽ có người nhảy ra nói Anna nhưng thật ra là một cái đồng tính luyến ái. Bất quá đây hết thảy cũng đều là bởi vì Anna đỏ a. À. Tại Hollywood bên trong có rất nhiều người bọn hắn kỳ thật lúc trước đối với The Twilight Saga, lửa biến toàn cầu là ôm chẳng thèm ngó tới thái độ. Bọn hắn cảm thấy loại này cái gọi là nóng nảy, đại khái là là cùng Pirates of the Caribbean, loại hình nóng nảy đồng dạng, đó chính là phim rất hot, nhưng là bên trong nam nhân vật nữ chính ngoại trừ đép bên ngoài cũng chỉ là quét một đợt tồn tại cảm về sau không bao lâu cũng không có cái gì thanh âm. Lại hoặc là giống Harry Potter đồng dạng, mấy cái nhỏ diễn viên quả thật có tên, nhưng lại cũng không có có càng nhiều bạo điểm cùng bền bỉ độ. Dù sao loại sự tình này Hollywood kinh lịch thì thôi đi, bỗng nhiên đại bạo một bộ, mấy cái diễn viên chính quét một đợt tồn tại cảm, sau đó liền không có tin tức. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, The Twilight Saga là như thế khác biệt. Tại The Twilight Saga, bộ thứ nhất chiếu lên kết thúc mấy tháng về sau, Anna cùng Henry nóng nảy vẫn không có nửa phần biến mất. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, bọn hắn thậm chí sẽ một mực lửa xuống dưới, lửa đến bộ hai chiếu lên, sau đó càng ngày càng lửa. Lúc này, Hollywood bên trong rất nhiều người mới không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào một sự kiện, đó chính là The Twilight Saga, khả năng thật sự sẽ trở thành thời đại này độc nhất vô nhị, hiện tượng cấp phim. Mà Anna Gray, nương theo lấy The Twilight Saga, càng quét toàn cầu phong bạo, nàng cũng sẽ trở thành mấy năm gần đây, số một số hai, hiện tượng cấp diễn viên. Chương 89 Cho quỳ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Isaac là hôm qua vừa mới về nước, mà tại hắn về nước về sau chuyện thứ nhất, chính là bị Kelly cáo tri trước đó Anna lại bị tập kích kích qua một lần sự tình. Kelly cùng hắn nói xong sau chuyện này, nàng nhìn Isaac vẫn ngồi như vậy đang nhìn bưu kiện, liền nói, ca ca, ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có. Chuyện này chẳng lẽ ngươi còn không có tra được đến cùng là ai muốn đối Anna động thủ sao? Isaac cặp kia bình tĩnh con mắt quét lấy bưu kiện, ngữ khí cũng là không chút hoang mang, ngươi nói ta đều biết. Kelly. Đều lâu như vậy làm sao còn không có điều tra ra là ai làm ra, ca ca? Isaac. Tốt, ta biết. Kelly biết Isaac là có chừng mực, thế là nàng đi ra Isaac thư phòng chỉ bất quá khi nàng mới vừa đi ra thư phòng về sau isaac liền gọi một cú điện thoại để anna đến đây anna sau khi đến nàng đầu tiên là cẩn thận mà sẽ lấy vung hoàng chỉnh nhìn một lần cảm khái nói đùa đã lâu không gặp ta giống như kém chút liền không nhìn thấy ngươi isaac hai tay khoanh nâng hàm dưới con mắt cùng anna nhìn nhau chí ít hiện tại ngươi bình yên vô sự bởi vì ngươi đủ thông minh cũng đủ dũng cảm anna thở dài bất quá điều này cũng tại chính ta bất cẩn rồi. Isa ác ngữ khí giờ phút này nhu hòa một chút, ánh mắt hơi rung động xuống, tự hồ đang an ủi cùng thương yêu Anna, loại sự tình này khó lòng phòng bị, cũng không thể trách ngươi, bất quá ta khẳng định lần tiếp theo sẽ không còn có tình huống như vậy. Anna, ngươi ra được cái gì rồi? Isa ác, ta ra được mặc kệ là lần trước ngõ tối truy tung sự kiện, cùng đến tiếp sau bạo tạc sự kiện, còn có lần này trại an dưỡng sự kiện, đều là một người làm, người này rất thông minh, biết giả tá đừng nhân thủ đến ngụy trang mình, nhưng là những này tập kích điều kiện của ngươi đều là người kia ở sau lưng sáng tạo. Anna Nếu là như vậy, như vậy người này tâm cơ thật sự rất sâu, hắn vân. Isaac Ta có thể tra được là mốt đốc gia tộc người làm, nhưng là cụ thể là người nào, cái này tạm thời không cách nào biết được. Anna đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức có chút kích động nói ra ta ngay lúc đó suy đoán cũng không sai quả nhiên là bọn hắn vậy chúng ta có thể có chứng cứ đi lên án bọn hắn sao isaac không được trong tay của ta những cái kia điều tra thủ đoạn đều là không phải pháp là không thể trở thành chứng cứ isaac ngữ khí rất trầm ổn không vội hiện tại đã chúng ta biết đối thủ ở nơi đó hết thảy có thể từ từ sẽ đến nhưng là chuyện này tốt nhất đừng nói cho Kelly, nàng cùng mút đốc gia tộc có chút nguồn gốc. Anna có chút ngoài ý muốn, Kelly cùng mút đốc nhà. Ta còn thực sự lần đầu tiên nghe nói. Isaac cũng không muốn nói chuyện chắc lơ vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết Kelly có phải là nghĩ bị người ta biết những này, hắn nói. Cùng, ta đã để cho người ta mật thiết tập trung vào mút đốc trong nhà những người kia hành động, nếu như người này lần tiếp theo còn có động tác gì, ta sẽ ngay lập tức biết đến. Nàng nói. Cám ơn ngươi, Isaac. Isaac. Vẹn vẹn là thế này phải không? Anna. Cái gì? Isaac. Ý của ngươi là, tạm thời ngươi cái gì đều không muốn làm, cũng không hy vọng ta làm cái gì sao? Anna mình là không cách nào đối kháng mút đốc gia tộc, chí ít hiện tại không có cái kia lực lượng, mà lấy vung có ý tứ là nàng nghĩ không muốn mượn nhờ rác chết gia tộc thế lực đi đối kháng múc đốc anna cảm thấy mình đã rất phiền phức kelly cùng isaac bọn hắn dù sao vô thân vô cố nàng thực sự không thể để cho bọn hắn sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp đi đối phó múc đốc cái này cần tiêu hao rất nhiều mà anna cảm thấy kelly cùng isaac căn bản không có lý do này đi làm cho nên nàng nói ra trước như vậy đi đi một bước nhìn một bước đi Isaak dùng cặp kia xanh thẳm con mắt nhìn chầm chầm nàng, tự hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, ngươi sợ phiền phức ta. Anna Vâng, ta người này sợ nhất phiền phức người khác. Chuyện này, nàng nghĩ mình trước nghĩ biện pháp giải quyết, như là đã phát triển đến nước này, nàng tuyệt đối sẽ không lại tùy ý múc đốc làm cái gì, nàng đã nghĩ xong trở về nên làm cái gì. Isaac, Tùy ngươi vậy. Dù sao trước mắt ta chí ít có thể cam đoan ngươi lần sau sẽ không lại nhận uy hiếp, nhưng là vô luận như thế nào, cái kia len. Crawford ta cảm thấy là có vấn đề. Anna. Ta cũng không phải là không có nghĩ tới, ta chẳng qua là cảm thấy nếu như hắn là bạn của Mút đốc, như vậy hắn không có bất kỳ cái gì lý do cứu ta. Isaac. Vậy đã nói rõ bọn hắn không là bằng hữu. Anna sững sờ, cái gì? Isaac cái này lên. Crawford rất phức tạp, chuyện của hắn về sau ngươi tốt nhất lưu một cái tâm nhãn. Anna. Ta biết. Isaac đứng dậy, xuyên qua Anna bên cạnh thân, ta chỉ là không hy vọng ngươi lại lâm vào nguy hiểm. Sau đó Anna thủ đoạn bỗng nhiên bị hắn chế trụ, hắn tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói ra. Đi theo ta. Hai cái người đi tới một cái bàn trước, Isaac từ trong ngăn kéo xuất ra người đứng đầu, Thương đưa cho Anna, cái này ngươi cầm, một ít tất yếu trường hợp ngươi tốt nhất mang theo. Anna tiếp nhận tay, thương, vừa đi vừa về nhìn một chút, tạ ơn, ta xác thực rất cần nó. Isaắc xoay người sang chỗ khác, vậy ngươi liền thu cất đi. Cùng ngày sau khi trở về, Anna không nói hai lời trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm ép Múc mút đốt điện thoại. Nàng mặc dù không nghĩ phiền phức người khác, nhưng là không có nghĩa là mình sẽ ngồi chờ chết điện thoại cũng không kết nối anna cũng không thèm để ý nàng chỉ là dùng băng lãnh đến cực điểm thanh âm lưu lại một cái nói cho hắn múc đốc tiên sinh ngươi đừng tưởng rằng bất cứ chuyện gì đều làm thiên y vô phùng ta cũng không biết là ai làm nếu như ta phát hiện ngươi lại có bất kỳ ý đồ tổn thương hại động tác của chúng ta như vậy ta mặc kệ có chứng cớ hay không đều sẽ lập tức đưa ngươi sợ nhất sự thật công bố khắp thiên hạ anna đem nhắn lại phát ra đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại hiện tại không có hợp pháp chứng cứ có thể lên án bọn hắn cái này mang ý nghĩa tại pháp luật bên trên bọn hắn không có trái với điều ước nếu như anna tự mình lộ ra ánh sáng con gái tư sinh sự tình như vậy liền sẽ phán anna một phương này trái với điều ước nhưng là anna đều bị buộc đến mức này ai còn để ý trái với điều ước không trái với điều ước ngươi đều phải ta chết đi ta còn nhớ thương nhiều như vậy làm cái gì Tiếp theo, nàng còn đem chuyện này nói cho Claudia, nàng nói với Claudia, nếu như tương lai nhận uy hiếp, có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy đem hết thảy đều nói ra tìm kiếm dư luận che chở. Bất quá bây giờ còn chưa đến thời điểm, bởi vì như vậy, thế tất sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng. Sau đó, Anna tiếp tục trải qua lên lớp cùng tan học sau đó về nhà đơn giản sinh hoạt, nàng đã cao trung cuối cùng một năm, sinh đại học sắp đến, bây giờ nàng cũng đã cùng Cynthia nói rõ, mình tiếp theo một đoạn thời gian tạm thời sẽ không đi đón mới phim cynthia mặc dù rất tiếc hận dù sao anna hiện tại chính là đỏ thấu nửa bầu trời thời điểm nàng quên đi tất cả sự nghiệp dốc lòng học tập không biết đợi nàng đại học thi xong trở ra hết thảy có còn hay không là hiện tại cái dạng này nhưng là cynthia mấy năm này cũng là hiểu rõ anna anna có mình truy cầu nàng không lại bởi vì chỉ vì cái trước mắt truy cầu sự nghiệp bên trên thành công mà để cho mình mất đi những khác sinh hoạt mục tiêu. Chỗ lấy trước mắt Anna tình huống chính là, nàng rất đỏ, tất cả mọi người chờ lấy nàng tiếp theo bộ tác phẩm, nhưng là nàng lại không ra ngoài, ngoại trừ ngẫu nhiên lộ cái mặt bên ngoài, cơ bản không có bất luận cái gì công việc khác mới tiến triển. Đương nhiên, theo Twilight Saga 2, nàng vẫn là sẽ như kỳ quay chụp, chỉ chẳng qua trước mắt bộ 2 cũng còn đang trù bị giai đoạn. Mặc dù Anna tại nổi giận về sau vẫn là tương đối điệu thấp, một lòng tại học tập bên trên, nhưng là vẫn không cách nào thỏa mãn quần chúng đối với nàng đói khác, không có cách, thực sự quá phát hỏa. Không bao lâu mỗi năm một lần tháng 8 phần lại đến, thanh thiếu niên lựa chọn thưởng. Bởi vì thanh thiếu niên lựa chọn thưởng là dựa vào những kia tuổi trẻ mê điện ảnh bỏ phiếu tuyển ra đến, cho nên đăng phiếu bầu giai đoạn, rất nhiều fan hâm mộ cũng sẽ ở trên mạng vì mình thích các minh tinh bỏ phiếu. Lần này thanh thiếu niên lựa chọn thưởng cũng giống như ngày thường, Mỗi một cái tuổi trẻ Minh Tinh phía sau đều có fan hâm mộ tại trên mạng vì đó điên cuồng bỏ phiếu. Emma, Watson, Emma. Robert, Amanda Nesvret chờ nữ Minh Tinh, năm nay đều mang đến phi thường được người yêu mến phim. Những cái kia các lớn phim truyền thông trang web các biên tập cũng nhau nhau tại giao diện bên trong mở ra chuyên môn đưa tin thanh thiếu niên lựa chọn thưởng bỏ phiếu tình hình gần đây theo dõi chuyên đề. Đối với một năm này Hollywood Chính là lại không hiểu rõ Hollywood người đều biết đến cùng xảy ra chuyện gì dạng đất trung núi chuyển sự tình. Đó chính là càng quét toàn cầu, theo Twilight Saga. Cho nên bất kỳ một cái nào đang biên tập thanh thiếu niên lựa chọn thưởng chuyên mục biên tập đều sẽ nghĩ tới, năm nay nhất định là bị, theo Twilight Saga, thống trị một năm, tựa như năm ngoái là bị lỗi thuộc về những vì sao thống trị một năm, chỉ bất quá chỗ lợi hại ở chỗ hai bộ phim đều là một cái nữ chính diễn. Không sai. Những cái kia biên tập cũng một đã sớm nghĩ tới, năm nay trọng lượng cấp thưởng nhất định thuộc về The Twilight Saga, mà cái khác một chút lôi cuốn phim nhựa, diễn viên chỉ có thể chia cắt còn dư lại một chút tiểu tưởng. Nhưng khi những này biên tập thật sự đi chú ý kỳ này Thanh thiếu niên lựa chọn thưởng thời điểm, bọn hắn mới phát hiện bọn hắn đều sai rồi. Đừng nói lôi cuốn thưởng lớn đều bị The Twilight Saga dự định Chính là những cái kia tiểu tưởng hạng cũng toàn bộ bị, theo Twilight Saga, cho từng bước xâm chiếm, mà lại tất cả số phiếu đều là theo thứ tự phương bộ số xa xa dẫn trước. Loại này rầm rộ so với trước năm lỗi thuộc về những vì sao còn kinh khủng hơn mấy lần, thậm chí từ nơi này thưởng khởi đầu đến nay, đều chưa từng xảy ra kinh khủng như vậy một kỳ tuyệt trần hiện tượng. Ta không nhìn lầm a, theo Twilight Saga, đây là muốn chế bá toàn Mỹ thật sự một điểm nhỏ cá nhỏ thịt cũng không cho những khác phim chưa chút. Ta cảm thấy Bắc Mỹ thanh thiếu niên nhóm đều có chút điên dại. Ta hành nghề phim cái nghề này mấy thập niên, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì một bộ phim có thể bạo đến trình độ này minh tinh. Cùng The Twilight Saga so sánh, Pirates of the Caribbean, Harry Potter đều quá yếu. Nhìn xem cái này đầy bình phong bị đồ bản giống như bỏ phiếu thậm chí đem các biên tập mang về mấy tháng trước, theo Twilight Saga, đồ bản toàn Mỹ tất cả rạp chiếu phim thời khắc. Bây giờ, theo Twilight Saga, phòng bán vé cuối cùng ngừng lưu tại toàn cầu 6 ức Mỹ đao, 29 triệu chi phí, cái này chính là một cái bị thời đại đều sẽ nhớ kỹ số lượng. Lúc này, không biết là ai đang nói. Cũng không phải là chỉ là thanh thiếu niên điên dại, ta cảm thấy chỗ có người tuổi trẻ đều điên dại. Bởi vì bây giờ phàm là thông qua bỏ phiếu tuyển ra đến những cái kia nhân khí thưởng lớn, tỉ như một thành viên phim thưởng lớn chờ, The Twilight Saga, đều là toàn bộ hành trình đồ bản. Đối mặt bây giờ, The Twilight Saga, lưu lại sáng lạn thành tích, đối mặt Anna. Grey bây giờ tại Hollywood bạo rạp nhiệt độ. Tất cả vây xem, tham dự, ghen tị, mâu thuẫn, hưng phấn, khinh thường, hết thảy chỉ có thể lưu câu tiếp theo cho quỳ chương 90 Việc học Sự nghiệp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đoạn thời gian gần nhất, Anna vẫn luôn đang đi học, một ngày này nàng rút sạch cho Len gọi một cú điện thoại, dự định lại đi thăm hắn một chút, lại biết được hắn đã rời đi California. Nói thật nàng trùng sinh đến nay mấy lần sinh mệnh thời điểm nguy hiểm đều là bị Len chỗ cứu vớt, loại quan hệ này làm cho nàng xác thực rất có thua thiệt cảm giác chỉ là nàng biết Len sẽ không thiếu tiền, cũng không thiếu rất nhiều thứ. Nàng không biết nên như thế nào đi báo đáp hắn, đây mới là làm cho nàng khó khăn nhất làm. Len lúc trước nói qua luôn có một ngày Anna sẽ đem nợ ơn hắn cùng nhau trả lại. Anna cũng không biết hắn chỉ chính là cái gì, nhưng là nàng luôn cảm thấy Len kia biểu tình tự tiếu phi tiếu đang nói câu nói này thời điểm phá lệ thực tình. Bất quá tóm lại, nàng cho rằng Isaac nói cũng đúng đúng. Len loại người này rất phức tạp nàng vẫn là cần lưu tâm một chút. Cùng một thời gian, tại bang Florida múc đốc phủ đệ, Edward. Múc đốc chính đi vào chát lơ gian phòng. Chát lơ vẫn như cũ là cái kia sắc mặt hơi tái nhật ngũ quan tuấn tú nam hài, một đôi bụng dạ cực sâu con mắt. Edward mười phần lạnh lùng quét mắt con của mình, trên thực tế, tại tất cả hài tử bên trong, hắn thương yêu nhất chính là đứa con trai này, hắn giống hắn, cũng chỉ có hắn, mới có thể kế thừa mút đốc gia tộc trách nhiệm. Edward nói ra, ta biết ngươi lại thất bại. Ngươi cứ như vậy muốn để nàng chết. Chắc lơ. Nàng còn sống luôn luôn một cái tai họa ngầm, đợi nàng sự nghiệp sau khi thành công, khó đảm bảo nàng sẽ không vũ ra chuyện này, bởi vì đến lúc đó nàng cũng không phải là bình thường người, nàng nhận gánh chịu nổi trái với điều ước phong hiểm, mà trước mắt đến xem, nàng về sau sẽ chỉ càng ngày càng đỏ huống hồ chuyện này không ai sẽ biết là ta làm, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng cái kia bệnh tâm thần làm, lấy cái kia bảo mẫu trí thông minh căn bản sẽ không nghĩ đến là chúng ta làm ra. Dừng một chút, chắc lơ lại nói mà không có biểu cảm gì nói. Lần này còn là bởi vì có người nhúng tay ngăn trở ta, nhưng đáng tiếc ta trước mắt còn kém không ra đến ngọn nguồn là ai nhúng tay, đối phương làm được rất sạch sẽ. Ép cút hai tay cắm trong túi, cục cao lâm nhìn xuống lấy chắc lơ, là len. Crawford. Chắc lơ lông mày có chút một đám. Thật sự. Edward. Là hắn, nhưng là ngươi không cần tra xét, hắn tay chân rất sạch sẽ, sẽ không lưu lại cho ngươi vết tích để ngươi tra được. Chắc lơ. Hắn chẳng lẽ muốn ra tay với chúng ta? Hai nhà mấy chục năm giao tình, xem ra trong mắt hắn không đáng một đồng. Edward khóa chặt lông mày, giao tình loại vật này, bản thân liền là không đáng một đồng nhưng là hắn tạm thời sẽ không động. Chắc lơ. Thật sao? Ép quốc. Cùng ngươi không thể lại động, lại cử động xuống dưới sớm muộn cũng sẽ cho hắn nắm được cán. Nói xong, Ép quốc nhìn chăm chú lên Chắc lơ, trong ánh mắt nhìn ra được có cảnh cáo. Chắc lơ. Không quan trọng, ta có nhiều thời gian, vậy thì chờ một chút tốt, ngươi còn có cái gì nghĩ nói với ta? Ép quốc bỗng nhiên cúi người xích lại gần Chắc lơ. Cùng hắn khoảng cách gần mặt đối mặt, một đôi mắt đe dọa nhìn chắc lơ, phía trước ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, đều không phải chuyện trọng yếu. Trọng yếu chính là, có người ở sau lưng trợ giúp nữ hài kia, cô bé kia đã biết đây hết thảy đều là gia tộc chúng ta làm ra. Nàng thậm chí cho ta phát tới một đầu nhắn lại, vì hiếp ta nếu là lại cử động nàng, liền để hết thảy công bố tại chúng. Chắc lơ không ngờ tới Anna nhanh như vậy liền biết rồi, nàng làm sao mà biết được. Edward, Ta nói, sau lưng nàng có những người khác đang ủng hộ. Không chỉ là Len. Crawford. Chắc lơ. Là rác chết nhà. Như vậy hiện tại. Edward đánh gãy hắn, ngươi đừng có lại động, trên thực tế ngươi đem hết thảy đều làm hư, ngươi căn bản không có dự đoán được nữ hài kia có được hoàn toàn không thua bởi thủ đoạn của ngươi. Chắc lơ không có mở miệng trả lời. Edward bàn giao một câu, sau chuyện này tục liền nghe ta, Ngươi theo ta nói đi làm, bất kể là ngươi không nguyện ý, đó là mệnh lệnh của ta. Chắc lơ cũng nhất quán lãnh huyết mà nhìn chầm chầm vào quốc, lý do. Adwood. Ngươi không cần hỏi quá nhiều, chiếu ta nói đi làm, ta làm ra hết thảy cũng là vì gia tộc bọn ta. Chắc lơ. Ngươi nói. quốc lại đến gần rồi mấy phần chắc lơ, ké vào lỗ tai hắn dùng mệnh khiến giọng điệu nói ra. Diana. Gray bên người dù cho nàng biết những sự tình này là mút đốc gia tộc làm cũng chưa chắc biết đó chính là ngươi làm chắc lơ thái dương nhảy một cái sau đó thì sao Quốc trợ giúp nàng bỏ đi nàng đối ngươi căm thù đồng thời tại los angeles anna chính đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong hiệu trưởng cầm trong tay chính là anna học kỳ này phiếu điểm hắn nói ra anna biểu hiện của ngươi tương đối tốt thành tích hoàn toàn có thể được xưng là siêu quần bạc tụy, làm một muốn kim chức diễn viên học sinh tới nói, thật sự không dễ dàng. Anna Tạ ơn, đây là ta phải làm. Hiệu trưởng hiền lành nhìn về phía Anna, ngươi đã 12 năm cấp, dự định đại học sinh cái nào một chỗ đâu. 11 năm cấp thời điểm ngươi cũng đã thi qua sát đi. Anna Lý tưởng nhất mục tiêu, đương nhiên là Harvard. Hiệu trưởng tự hồ đã sớm biết Anna chí hướng cao xa, hắn nói ra: "Ngươi dự định tuyển ngành nào?" Anna vấn đề này cũng là nghĩ thật lâu, mặc dù tốt lai ổ rất nhiều dây thường xuân danh giáo tốt nghiệp diễn viên phần lớn tu trong lòng hệ, văn sử hệ, nhưng là Anna đối với mấy cái này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nàng trả lời: "Ta nghĩ thi tài chính hệ." Hiệu trưởng: "Ngươi ngược lại là rất có giả tâm, chẳng những làm diễn viên còn nghĩ học tài chính. Anna nhẹ gật đầu. Hiệu trưởng, Harvard cần giới thiệu người cho ngươi viết thư đề cử, ngươi trước mắt có tìm tới sao? Anna lắc đầu, ta còn không có tìm toàn. Harvard cần hai phần thư đề cử, tính đến đã đáp ứng mát, nàng còn thiếu một phần. Hiệu trưởng, ta có thể cho ngươi tìm một vị giới thiệu người, nhưng là ta không có thể bảo chứng hắn nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì hắn là một cái rất hà khắc người mà lại ta trước kia tìm hắn hỗ trợ cho học sinh khác viết đề cử, hết thảy bị hắn cự tuyệt. Anna lại cảm thấy tìm được một tia hy vọng, nàng nhãn tình sáng lên, có thật không? Có thế giới thiệu cho ta nhận biết sao? Hiệu trưởng khẳng định là đáp ứng, tìm Anna đến chính là vì chuyện này. Hắn cho Anna một phần phương thức liên lạc, ta đã cùng phốt giáo sư liên lạc qua, nhưng là hắn chỉ đáp ứng cùng ngươi gặp một lần, ta không có thể bảo chứng hắn nhất định nguyện ý cho ngươi viết thư đề cử. Anna vui vẻ tiếp nhận rồi phương thức liên lạc, vạn phần cảm tạ nói ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, tạ tạ hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Vậy thì tốt, ngươi liền nhanh chóng đi tìm phốt giáo sư đi. Hiệu trưởng ngày hôm nay cho Anna giới thiệu cái này giáo sư vừa vặn giải Anna khẩn cấp, nàng đang lo muốn đi đâu tìm viết thư đề cử người, bất quá hiệu trưởng nói cái này giáo sư giống như rất khó giải quyết. Anna cùng ngày liền liên lạc vị giáo sư này, là hắn phu nhân nghe điện thoại, phu nhân của hắn nói Anna đêm nay liền có thể tự mình đi bái phỏng, thế là Anna đêm đó ăn được bữa tối liền định đi. Trước khi đi, Claudia cũng nghe nói Anna muốn đi gặp một vị viết thư đề cử giáo sư, nàng nói ra. Người đến xuyên được xinh đẹp điểm, giáo sư cũng là nam nhân, là nhìn cảm giác động vật. Anna lại lơ đễnh, mọi thứ đều muốn lấy dùng thị giác lấy lòng nam nhân, mẫu thân thế giới của ngươi xem thật sự hẳn là sửa lại. Sau đó nàng mặc đồng phục đi giáo sư nhà, hoan nghênh nàng chính là giáo sư phu nhân, phu người nói. Ngươi chính là Clinton hiệu trưởng nói người học sinh kia. Ta cùng Clinton hiệu trưởng là bạn cũ, lần này hắn cùng ta nói có học sinh nghĩ nắm trượng phu ta viết thư đề cử, ta lập tức đáp ứng, cùng ta vào đi. Anna đi vào, Vị phu nhân này còn một bên dò xét Anna, ngươi thật xinh đẹp, nghe nói là một diễn viên. Anna gật gật đầu, vâng, bất quá không có thành tựu to tác gì. Hiển nhiên, cái này một đôi giáo sư vợ chồng tuổi lớn hơn, cho nên cũng không hiểu nhiều người tuổi trẻ minh tinh điện ảnh cái gì, không biết Anna cũng là có thể lý giải. Dù sao Anna bây giờ tại người trẻ tuổi bên trong là lửa, nhưng là muốn thật sự luận từ già cho tới tiểu nhân quốc dân độ, Kia khẳng định vẫn là so ra kém Julia. Robert, Tom. Hắn dạng này chân chính cự tin. Phu nhân mang nàng dẫn kiến phốt giáo sư, mà phốt giáo sư nhìn thấy Anna lần đầu tiên lại là có chút ngốc trệ. Trước đó hiệu trưởng đề cử cho hắn mấy cái học sinh tại gặp mặt về sau hắn đều không thỏa mãn tất cả đều cự tuyệt, dù sao hắn cũng không phải ai cũng cho viết thư đề cử. Nhưng là trước mắt cô gái này cùng trước đó đề cử mà đến mấy cái học sinh đều không giống trước mắt cô gái này. Xinh đẹp phải có chút quá phận. Bất kể là dài nhỏ cánh tay cùng chân, vẫn là kia rũ xuống trên trán toái phát, hoặc là nụ cười ôm nhu, nhìn đều cùng nữ hài không giống, rất không giống. Cho nên Clinton hiệu trưởng lần này là cải biến sách lược, quyết định thi hành rồi. Nhưng là như luận như thế nào, cái này sẽ chỉ để phốt giáo sư trong lòng càng thêm xem thường, đặc biệt là trước đó còn nghe nói đứa bé này là một cái diễn viên. Ha ha, Hiện tại em đẹp nữ hài tử cả đám đều nghĩ đến đi trên màn ảnh lộ mặt làm diễn viên cái gì? Đơn giản không cũng là bởi vì hư vinh sao? Cảm thấy mình thanh xuân mỹ mạo so đầy bụng thi thư càng đáng giá người thích. Dung tục. Cho nên bây giờ thấy được Anna, Phó giáo sư rùa lông tính cách để hắn đối Anna càng phát ra không hài lòng. Sớm biết cái kia Clinton hiệu trưởng tìm cho mình như thế một cái tiểu yêu tinh đến, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng gặp. Anna Phi thường lễ phép cùng phốt giáo sư chào hỏi, ngươi tốt, phốt giáo sư. Ai biết đổi lấy lại là vị này rùa mau giáo sư một cái hừ nhẹ, ngươi chính là Anna. Grey Nghe nói là cái diễn viên, diễn qua cái gì? Anna cảm thấy loại này người già đoán chừng đối theo Twilight Saga không có hứng thú, cho nên nói những khác, trưởng thành giáo dục, lỗi thuộc về những vì sao, cổ máy. Phốt giáo sư Há ngươi đệ tử như vậy ta đã thấy rất nhiều, nhưng là ta hy vọng ngươi muốn trước nghĩ rõ ràng một vấn đề, đó chính là đầy bụng thi thư khí so cái gọi là tại đại bạc màn trước bị người tán thưởng càng đáng giá truy cầu trước đó. Anna sững sờ, cái này giáo sư đi thẳng vào vấn đề làm sao lại nói như thế một trận lời nói. Bên cạnh phu nhân có chút ngượng ngùng, ngươi đừng nghe trượng phu ta nói. Anna. Không sao, nhưng là giáo sư, ta cảm thấy đầy bụng thi thư khí cùng tại đại bạc màn bên trên đạt được người xem thích cũng không xung đột. Phúc giáo sư, hư vinh thôi. Anna ngược lại là rất ngay thẳng bắt đầu cùng giáo sư viện chính vấn đề này, không phải hư vinh, cái này giống như là một loại yêu thích, một loại yêu quý đồ vật. Phúc giáo sư, ngươi biết cái gì gọi là yêu quý đồ vật sao? Anna, ta đương nhiên biết, liền là có thể để cho mình trở nên thứ càng tốt phúc giáo sư ngươi một cái tuổi quá trẻ tiểu nữ hài mình việc học đều còn chưa hoàn thành liền đi màn bạc bên trên trang điểm lộng lẫy giả vờ giả việc ngươi cảm thấy sẽ để cho mình trở nên càng tốt sao anna đương nhiên hội phúc giáo sư tự hồ cũng không thể nào tin được anna lý do thoái thác được thôi vậy ngươi đem lý lịch của ngươi lưu lại ta đến lúc đó nhìn cho ngươi thêm trả lời chắc chắn anna đưa lên lý lịch của mình tạ tạ giáo sư kỳ thật lời này cũng gần như cự tuyệt dù sao giáo sư đều không có mời anna ngồi xuống trò chuyện chút cũng không có càng thâm nhập hiểu rõ nàng cái này nói rõ chính là không quá ưa thích nàng cũng không nguyện ý cho nàng viết thư đề cử ý tứ anna đương nhiên minh bạch lại cũng không nói cái gì mà là lưu lại lý lịch rời đi anna sau khi rời đi phúc giáo sư vẫn tại lãi nhãi cái gì niên kỷ làm chuyện gì nàng cái tuổi này chính là đọc sách niên kỷ không đi học cho giỏi, đi diễn cái gì phim, có thể diễn được không? Đơn giản chính là táo bạo, nhất tâm lưỡng dụng, hai chuyện cũng làm không được. Phu nhân Ngươi quá không có lễ phép thân ái, ta nguyên bản còn mua phim của nàng DVD, định cho ngươi nhìn một chút. Phúc giáo sư ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng là phu nhân của hắn nhất định phải cầu, cho nên bọn họ liền ngồi cùng một chỗ nhìn một bộ Anna phim bọn hắn lựa chọn kia một bộ phim là Trưởng thành giáo dục. Một cái muốn thi đại học ốc phót, lại bị có tiền lão nam nhân đưa vào lạc lối cuối cùng lạc đường biết quay lại thi đậu ốc phót nữ hài. 90 phút phim rất ngắn, nhưng là trong quá trình này phốt giáo sư lại rất khó được bị dạng này một bộ giàu có giáo dục ý nghĩa cô nàng phiến hấp dẫn. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua một cái trẻ tuổi như vậy lại như thế động lòng người diễn viên. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy Anna xinh đẹp, Mười phần đến xinh đẹp. Giờ phút này hắn phát hiện mị lực của nàng hoàn toàn không phải xinh đẹp, mà là toàn thân đều là linh khí. Sẽ liên lạc lại nàng lý lịch bên trên viết ra điểm số, xem ra đây hết thảy xác thực như nàng nói, đem học tập cùng diễn kịch hai chuyện đều làm được rất không tệ, cái nào kiện đều không có chậm trễ. Phúc giáo sư bỗng nhiên muốn cùng Anna nói chuyện. Sáng mai đem nàng gọi trở về.